Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 163. Ngài yên tâm đi, từ trước đến nay ta luôn là người tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Chiêm Mộ Tư cung kính trả lời. Bạch Thụy Đức thấy tiểu tử này không hề lên mặt, cũng cảm thấy hài lòng, người đi theo ta, tên tiểu tử may mắn. Chiêm Mộ Tư chậm rãi đi theo sau lưng Bạch Thụy Đức, không bao lâu sau đã đến một mộ viên khá đơn sơ. Hai người băng qua mộ bia chằng chịt, cuối cùng dừng lại tại một góc hẻo lánh. Thần Minh ở đây sao? Chiêm Mộ Tư có chút khó tin. Mặc dù hắn ta gia nhập Trường Sinh Thánh Điện đã không ít năm, nhưng hắn ta chưa bao giờ gặp được người gọi là Thần Minh của Trường Sinh Thánh Điện, thậm chí cũng không biết người này có tồn tại hay không. Bạch Thụy Đức cũng không trả lời, hai tay vạch ra một dấu hiệu kỳ lạ, miệng lẩm bẩm, âm thanh thấp đến không thể phân biệt. Một lát sau, Bạch Thụy Đức chậm rãi đưa tay ra ngoài, ấn vào đỉnh mộ bia, ở đó có một cái lỗ trong suốt. Chiêm Mộ Tư đoán đây là một hệ thống phân biệt vân tay. Quả nhiên, một giây sau, mộ địa lặng lẽ mở ra, lộ ra một thông đạo kéo dài xuống dưới. Lối đi tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn rõ. Cho dù Chiêm Mộ Tư là dị năng giả, vận chuyển từng tia linh lực bên trong cơ thể, nhưng vẫn không thể nhìn rõ bất cứ vật gì. Có cần đốt lửa hay không? Chiêm Mộ Tư nhìn không được liền hỏi. Âm thanh Bạch Thụy Đức truyền đến từ đằng trước, nhắm mắt của ngươi, còn có miệng của ngươi lại, cứ đi theo ta là được. Chiêm Mộ Tư đành phải làm theo. Sau khi nhắm mắt lại, ngược lại có ánh sáng nhạt treo trên mi tâm, dẫn hắn ta chậm rãi đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, chút ánh sáng nhạt này rốt cuộc càng ngày càng sáng. Tiếp theo, luồng ánh sáng nhạt mang theo tốc độ cực nhanh ầm ầm đi tới, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Chiêm Mộ Tư cả kinh mở mắt, đột nhiên phát hiện hắn ta đang ở bên trong một gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng có mấy người đang ngồi. Trong đó có người hắn ta quen, cũng có người hắn ta không quen, đều là hạng người không phú thì quý, hoặc trên người có tuyệt kỹ. Bọn họ đang bàn về kế hoạch không lâu sau đó của Trường Sinh Thánh Điện. Những người này không cần phải nói, chính là những người mới Trường Sinh Thánh Điện dự định thu nạp. Đương nhiên, cũng có người hắn cảm thấy tuyệt đối không nên ở đây. Ví dụ như Y Tiểu Âm. Tại sao ngươi ở đây? Chiêm Mộ Tư kinh ngạc nhìn Y Tiểu Âm, vô cùng ngoài ý muốn hỏi, ngươi có biết Hạ Tiên Sinh hắn? Lời còn chưa nói hết, ánh mắt sắc bén của Bạch Thụy Đức đã ném sang. Chiêm Mộ Tư đành phải tạm thời ngậm miệng lại. Các ngươi đừng chờ nữa. Hạ Thiên đã bị ta giết rồi. Bạch Thụy Đức kiêu ngạo nhìn quét qua những người trong phòng họp, cho nên... Các người không cần trì hoãn, cứ trực tiếp vào chuyện chính đi. Y Tiểu Âm hiển nhiên không tin mấy lời nói nhảm này. Nàng chào phúng nói, người xác định hắn đã chết. Đương nhiên, chết dưới ân trạch của Thần Minh. Bạch Thụy Đức gật đầu, quay sang hất cằm với Chiêm Mộ Tư, hắn ta tận mắt nhìn thấy, có thể làm chứng cho ta. Ta cảm thấy rất hoài nghi. Một nữ nhân khác mỉm cười, khinh thường liếc nhìn Chiêm Mộ Tư, một cây cỏ đầu tường càng không có độ tin cậy. Bạch Thụy Đức lạnh lùng trừng mắt nhìn nữ nhân kia, Mai Tiểu Thư, chúng ta mời ngươi đến chẳng qua là cảm thấy ngươi còn có chút tiềm lực, muốn thu nạp ngươi vào Thánh Điện, ngươi đừng đứng sai vị trí của mình. Ta lại cảm thấy Bạch Tiên Sinh khả năng đã đánh giá cao năng lực và địa vị của mình. Nữ nhân này chính là Mai Ngạo Tuyết, một người sùng bái Hạ Thiên. Nàng cũng không tin Hạ Thiên đã chết, Hạ Thiên không thể nào chết. Cho dù Thần Minh các ngươi chết, hắn cũng sẽ không chết. Bạch Thụy Đức giận tím mặt, chỉ tay vào Mai Ngạo Tuyết, làm càn. Nếu không phải vì cha của ngươi nhiều năm cung phụng cho Thánh Điện, ngươi có tin bây giờ ta một chưởng đánh chết ngươi không? Đương nhiên tin rồi, Mai Ngạo Tuyết có chút giễu cợt, Bạch Thiên Sứ trưởng có tiếng là người ghét chủ nghĩa nữ quyền. Số nữ nhân chết dưới tay ngươi không có 800 cũng có 1000. Giết một nữ tử yếu đuối như ta đối với ngươi mà nói thật sự không đáng nhắc đến. Nói xong. Giọng điệu của nàng ta bỗng nhiên thay đổi, nhưng ngươi có dám không? Nàng ta sờ lên cái cổ trắng nõn của mình, ngươi hãy rút kiếm của mình thử vào chỗ này một chút đi. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Sắc mặt Bạch Thụy Đức lạnh lại, bây giờ, trong Thánh Điện, ngoại trừ Thần Minh, chỉ có chức nghiệp của ta là cao nhất, ta nói cái gì thì là cái đó. Ai dám làm trái, người đó bất kính với Thần Minh. Y Tiểu Âm thản nhiên lên tiếng, nói như vậy.
cái gọi là thần minh chẳng qua chỉ là công cụ giúp ngươi tranh quyền đoạt lợi, thật ra không hề tồn tại. Y tiểu thư, ngươi cũng đang tìm chết sao? Bạch Thụy Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm Y tiểu âm, thần minh chọn chúng ngươi, chỉ bởi vì y thuật của ngươi gần với Hạ Thiên, nhưng cũng chỉ là dự bị trong kế hoạch của Thánh Điện mà thôi, ngươi cũng đừng nên xem mình quá cao. Giết ngươi, kế hoạch vẫn có thể tiếp tục tiến hành như thường. Bạch Thiên Sứ Trưởng, uy phong của ngươi to thật. Bên cạnh quả nhiên có người không vừa mắt, lạnh lùng nói, ta thậm chí hoài nghi Bái Thiên Sứ Trưởng có phải là ngươi mượn cơ hội xử lý hay không. Như vậy ngươi mới có thể một nhà độc đại Thánh Điện được. Tất cả im miệng cho ta. Bạch Thụy Đức cũng không kiên nhẫn, bỗng dưng hét lớn một tiếng, lộ ra đôi cánh màu đen, mỗi một sợi lông đều nhọn như lợi kiếm treo trên đỉnh đầu tất cả mọi người, hoặc nghe ta hoặc đi chết, các ngươi tự chọn đi. Y tiểu âm thản nhiên đáp, vậy ta lựa chọn giết ngươi, thuận tiện tiêu diệt luôn thần minh các ngươi. Y tiểu thư, ta thật sự không thể không bội phục ngươi. Bạch Thụy Đức biến thành Lục Dực Thiên Sứ cười nhạo, ngươi chỉ là phàm nhân, nhưng lại dám khiêu chiến với Đại Thiên Sứ ta, ngươi rất can đảm. Ngươi không cần bội phục, ta cũng không phải phàm nhân. Đại Thiên Sứ ngươi cũng không có gì đáng sợ. Y tiểu âm lạnh lùng nhìn đối phương, sống hay chết đều do bản lãnh của mọi người. Nói hay lắm, Mai Ngạo Tuyết vô cùng tán đồng, chỉ bằng ngươi triệu hoán thần minh của ngươi ra đi, còn bản thân ngươi chẳng đáng chú ý chút nào. Xem ra, ngay từ đầu các ngươi đã gõ bàn tính rồi. Bạch Thụy Đức làm ra vẻ bừng tỉnh, đúng là buồn cười, rõ ràng sống chết của các ngươi nằm dưới sự khống chế của Trường Sinh Thánh Điện, nhưng người nào cũng tự cho là đúng. Thánh Điện đưa các ngươi đến đây cũng không phải để thương lượng với các ngươi chuyện gì mà là phục tùng thần minh an bài. Vậy thần minh các ngươi ở đâu? Mai Ngạo Tuyết tiếp tục khiêu khích, ta nghe thấy ngày nào các ngươi cũng treo cái tên này ngoài cửa miệng nhưng lại chưa từng thấy qua, cũng không phải các ngươi tự biên tự diễn ra chứ. Trong lòng Bạch Thụy Đức cười nhạo không thôi, những người này hoàn toàn không biết mùi vị, không biết vị trí của mình. Tuy nhiên, ghê tởm nhất vẫn là nữ nhân Thiên Cung kia. Nếu nàng ta không phải tuyên bố 3 tháng sau sẽ mở ra bí cảnh, thần minh cũng không để bọn họ nhanh chóng thanh lý toàn bộ nghiệp vụ thế tục. Kết quả những người này lại được một tấc tiến thêm một thước, còn la ầm lên với ông ta nữa chứ. Bạch Thụy Đức không khỏi nghĩ đến Hạ Thiên. Thật ra tiểu tử kia cũng là mục tiêu thần minh nhìn chúng, nhưng cũng đã bị phán định là nhân vật nguy hiểm tuyệt đối không được hợp tác. Người như thế nên sớm bị tiêu diệt. Tất cả những người không chịu phục tùng đều không có giá trị bồi dưỡng. Bạch Thụy Đức một lần nữa giễu cợt, Hạ Thiên mà các ngươi ỷ vào còn chết trong tay của ta, các ngươi có thể làm được cái gì? Ngươi không phải đối thủ của Hạ Thiên. Y tiểu âm một lần nữa không chút khách sáo phản bác, cũng không ai có thể giết được hắn chứ đừng nói chi là ngươi. Mai Ngạo Tuyết là fan hâm mộ của Hạ Thiên, càng không có khả năng tin tưởng vào mấy lời nói nhảm này, ngươi chỉ sợ ngay cả giày của Hạ Thiên còn chưa chạm đến được, còn ở đó mà nằm mơ. Bất luận các ngươi trốn tránh như thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Bạch Thụy Đức đắc ý hất cằm với Chiêm Mộ Tư, ngươi đã tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên chết. Ngươi không ngại nói cho bọn họ biết Hạ Thiên chết như thế nào, chết dưới chiêu thức gì. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Chiêm Mộ Tư thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người mình, không khỏi liếm môi một cái, Hạ Thiên bị thánh ảnh kinh khắc của Bạch Thiên Sứ Trưởng bao vây mà không kịp trốn, sau đó bị thánh quang đánh nát, hôi phi yên diệt. Ngươi xác định mình không nhìn lầm chứ? Mai Ngạo Tuyết vẫn còn hoài nghi. Không cần nhiều lời với bọn họ. Y tiểu âm nghe xong miêu tả, đã hiểu được 7-8 phần. Hiện tại Hạ Thiên nhất định đang âm thầm quan sát, hắn sẽ ra tay khi cần thiết. Ta cũng lười lãng phí thời gian. Biểu hiện của Bạch Thụy Đức cũng thay đổi theo, các ngươi nên phục tùng Thánh Điện, bây giờ các ngươi quỳ xuống để đón lễ rửa tội. Không phục tùng chính là địch nhân của Thánh Điện, giết chết bất luận tội. Ta cho các ngươi 10 giây để lựa chọn. Không ít người biết được dâm uy của Thánh Điện và uy hiếp tử vong của Bạch Thụy Đức, đành phải chậm rãi quỳ xuống. Cuối cùng chỉ còn lại 3 người đang đứng là Y Tiểu Âm, Mai Ngạo Tuyết và Chiêm Mộ Tư. Mai Tiểu Thư, ngươi thật sự bỏ qua đại nghiệp gia tộc 1-200 năm của ngươi sao? Bạch Thụy Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm Mai Ngạo Tuyết, chỉ vì một nam nhân chưa hề gặp mặt. Cha của ngươi, tổ phụ của ngươi, còn có tiên tổ Mai Thị chỉ sợ sẽ không tán đồng hành vi của ngươi. Ngươi không cần phải âm dương quái khí như vậy,
Mai Ngạo Tuyết cười lạnh, bây giờ để ta nói cho ngươi biết, hiện tại Mai gia do ta quyết định. Rất tốt, vậy thì xóa bỏ Mai gia thôi. Từ đây trên trái đất sẽ không còn gia tộc các ngươi tồn tại. Thân ảnh Bạch Thụy Đức khẽ động, chỉ thấy Lục Dực chia thành những thiên sứ bóng đen. Sau khi thiên sứ bóng đen nhận được mệnh lệnh của Bạch Thụy Đức, bọn chúng nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Ngươi muốn làm gì? Mai Ngạo Tuyết phi thân lên, một kích đá vào đầu Bạch Thụy Đức. Đáng tiếc, một kích này đã bị bóng đen chặn lại, cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho Bạch Thụy Đức. Khí lực không nhỏ, đáng tiếc tốc độ quá, sao? Bạch Thụy Đức còn chưa nói xong, ông ta đã phải chịu một cước thật mạnh của Y Tiểu Âm, cả người bay rớt ra ngoài, ngã theo tư thế chó đớp cứt, vô cùng chật vật. Làm rất tốt, Mai Ngạo Tuyết không khỏi vỗ tay cười. Mặt Y Tiểu Âm vẫn không có chút biểu cảm gì. Ha ha ha, Bạch Thụy Đức thẹn quá hóa cười, tốt, vậy hôm nay ta sẽ dùng thánh ảnh kinh cức tiễn các ngươi lên đường. Nói xong, toàn bộ mật thất đều bị bóng đen bao phủ. Những bóng đen này giống như thủy triều, im ắng phun trào. Những nơi mà nó đi qua đều bị nuốt chửng. Trên mặt đất, một số chỗ lún xuống. Những người đứng bên trên tất nhiên cũng bị bóng đen che phủ. Bọn họ không phải không phát ra âm thanh mà là âm thanh đã bị bóng đen nuốt mất. Y Tiểu Âm và Mai Ngạo Tuyết cùng nhau bay lên, phóng về phía Bạch Thụy Đức. Về phần Chiêm Mộ Tư, chẳng biết hắn ta đi đâu, cũng không ai để ý đến hắn ta, có khả năng hắn ta đã bị nuốt mất. Dẫy dụa đi, thống khổ đi, ha ha ha. Bạch Thụy Đức dương cánh bay giữa không trung, cuồng tiếu không thôi, đây chính là cái giá chống lại thần minh. Không ai có thể bàn điều kiện với thần minh, tất cả đều cút đến tầng chót nhất của địa ngục đi. A, à, bỗng dưng, hai ngân châm không một tiếng động đâm vào cổ của ông ta, tiếng cười im bặt. Không biết tự lượng sức mình, còn tưởng rằng kỹ năng hạng 2 như thế có tác dụng với bổn thiên sứ trưởng, đúng là ngây thơ. Bạch Thụy Đức ho khan hai tiếng, phun ra một cục đờm, bên trong có hai cái ngân châm. Đương nhiên là có tác dụng rồi. Mai Ngạo Tuyết mỉm cười, đầu ngón tay sáng lên một tơ bạc thẳng tắp, người đoán xem sợi dây này được gắn vào chỗ nào của ngươi. Sắc mặt Bạch Thụy Đức thay đổi nhưng cũng không bối rối, lập tức há miệng, điêu trùng tiểu kỹ, chết đi cho ta. Rất nhiều bóng đen từ trong miệng của ông ta tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ Mai Ngạo Tuyết. Ngươi cầm miệng cho ta. Lúc này, Y Tiểu Âm ra sức đá một cước vào đỉnh đầu Bạch Thụy Đức. Bạch Thụy Đức ngậm miệng lại, cắt đứt đầu lưỡi của mình, toái quang bóng đen phun ra ngoài cũng bị đoạn mất. Không đợi Bạch Thụy Đức kịp phản ứng, giữa ngón tay Y Tiểu Âm cũng lộ ra mấy cây ngân châm, đâm vào thật mạnh đại huyệt quanh thân ông ta. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Y Tiểu Âm thiếu chút nữa đâm Bạch Thụy Đức thành con nhím. A a a a, Bạch Thụy Đức cảm nhận được sự đau đớn, không tự chủ được ngửa đầu cuồng hống. Cả người ông ta giống như suối phun mất đi khống chế, toái quang bóng đen từ trong lỗ kim bắn tung tóe ra ngoài. Ông ta đã nổi điên lên rồi, thêm lực thôi. Mai Ngạo Tuyết mỉm cười nói, sau đó kéo chặt tơ bạc trong tay. Phốc phốc phốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bên trong cơ thể Bạch Thụy Đức vang lên một vài tiếng nổ. Không cần suy nghĩ. Nhất định là lục phủ ngũ tạng đã bị tơ bạc của Mai Ngạo Tuyết xiết phát nổ. Thế nào, làm sao có thể, ta đường đường là thiên sứ trưởng, chiến lực mạnh nhất của Thánh Điện, nhưng lại thua hai nữ nhân sao? Bạch Thụy Đức suy sụp tinh thần nằm trên mặt đất, gương mặt chỉ toàn là sự không cam lòng và phẫn nộ. Đây là kết quả do ngươi tự tìm. Mai Ngạo Tuyết giễu cợt, kiếp sau, ngươi nhớ đừng nên xem thường nữ nhân. Bạch Thụy Đức nghiến răng giống to, ta không cam tâm, ta còn chưa thua. Ngươi còn át chủ bài nào sao? Mai Ngạo Tuyết cười lạnh, nếu có, ngươi cũng sẽ mất mạng thôi. Lạy thần minh toàn năng của ta, vị thần bất diệt, ta là tín đồ sùng đạo nhất của ngài. Bạch Thụy Đức nghiến răng đưa ra một quyết định đi ngược lại với tổ huấn thánh điện, đó chính là thỉnh thần minh tại thượng, cầu mong ân trạch bóng tối của ngài, xin cho ánh sáng của ngài trải rộng mọi chỗ. Ta chính là đôi chân của ngài đến với thế giới này, là đôi mắt của ngài phổ chiếu nhân gian. Đến đi, để lòng từ bi của ngài vẩy khắp lãnh địa tội ác này. Bạch Thụy Đức ngâm chú ngữ rất nhanh, nhanh đến mức Y Tiểu Âm và Mai Ngạo Tuyết không kịp ngăn cản. Theo chú ngữ từng câu chứng thực, mật thất lập tức bị một luồng thần uy khổng lồ trấn trụ.
Cơ thể Bạch Thụy Đức dần dần khô héo, giống như một miếng thịt thối, nhưng vẫn có một ý chí to lớn hơn đang mượn cơ thể tàn phế của ông ta phục sinh. Giống như có thứ gì đó từ trong ngủ mê dần dần thức tỉnh, đủ loại cảm xúc không thể diễn tả, không cách nào ngăn chặn điên cuồng khuếch tán. Y Tiểu Âm và Mai Ngạo Tuyết đột nhiên có cảm giác muốn nôn mửa. Không phải bọn họ ngửi được mùi gì khó chịu, cũng không phải không thể tiếp thu được thảm trạng, mà là bài xích đến từ linh hồn, khiến các nàng cảm thấy run rẩy và sợ hãi. Giống như có vô số xúc tu từ dòng sông thời gian lao đến. Đặc biệt nhằm vào các nàng, nhằm vào tất cả sinh mệnh. Thứ này tuyệt đối sẽ hủy diệt tất cả nhân loại, không thể để nó xuất hiện. Y Tiểu Âm và Mai Ngạo Tuyết nhìn nhau, dùng chút lý trí còn sót lại đạt thành nhận thức chung. Chỉ là các nàng không thể động đậy, các nàng đã bất lực. Một con mắt thật to xuất hiện trong mật thất, nó vừa mở ra, đã có mấy người không chống đỡ nổi uy áp mà nổ tung. Tội ác chi địa, nghiên dân dương tuyệt. Một âm thanh chợt xa chợt gần, lúc lớn lúc nhỏ, nửa nam nửa nữ, chợt nhiều chợt ít vang lên. Ngươi chính là thần minh mà Trường Sinh Thánh Điện cung phụng. Mai Ngạo Tuyết nghiến chặt hàm răng, run rẩy hỏi. Cẩn thận, Y Tiểu Âm dự cảm không ổn, lập tức bổ nhào về phía Mai Ngạo Tuyết. Oanh! Nơi mà Mai Ngạo Tuyết đứng biến thành cái hố màu đen. Không thể câu thông với nó đâu, Y Tiểu Âm lắc đầu. Mai Ngạo Tuyết hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nó chỉ có thể bám vào cơ thể tàn phế của Bạch Thụy Đức, chúng ta dẫn nó ra ngoài tìm nơi thích hợp khai chiến. Y Tiểu Âm đề nghị. Nơi này xác thực không thi triển được. Mai Ngạo Tuyết gật đầu, chúng ta ra ngoài, vừa lúc gọi trợ giúp luôn. Ta sẽ thu hút sự chú ý của nó, ngươi thừa cơ chạy ra ngoài đi. Y Tiểu Âm nói xong, người đã bay đến trước mặt đôi mắt kia. Nàng có phiếu miểu bộ, lần nào cũng có thể tránh được cự nhãn trước nửa giây. Mai Ngạo Tuyết cũng không già mồm, lập tức quay người, thả người nhảy ra khỏi mật thất. Nhưng cự nhãn kia cũng không phải dễ gạt, đột nhiên phân ra mười mấy tia sáng. Y Tiểu Âm và Mai Ngạo Tuyết cũng không ngờ đến điều này. Dưới sự kinh ngạc của cả hai, tiên cơ mất hết. Ánh mắt của hai người lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần này xong rồi. Đừng nhìn loạn, đó là vợ của ta. Nhìn hỏng, ta đánh ngươi chết. Bỗng dưng, một giọng nói lười biếng vang lên từ bên trong cự nhãn. Mười mấy tia sáng trong nháy mắt thu vào. Hai nữ nhân bình yên vô sự. Y Tiểu Âm nghe được giọng nói lười biếng đó, nàng biết mình đã an toàn. Đây là một cảm giác thật kỳ diệu. Từ nhỏ đến lớn, nàng là người không có cảm giác an toàn, thậm chí nàng cũng không cho rằng có khả năng tồn tại một người như thế, có thể khiến cho nàng hoàn toàn dỡ bỏ phòng bị, toàn tâm toàn ý tin tưởng. Nhưng người đó lại xuất hiện. Mặc dù ban đầu người này dùng phương thức có thể nói là thảm liệt tiến vào cuộc sống của nàng, nhưng mười mấy năm trôi qua, nàng đã buông xuống, tha thứ. Cuối cùng phát hiện nam nhân này quả thật khiến cho nàng cảm thấy bình an trước nay chưa từng có. Vợ Y Y, nàng không sao chứ? Hạ Thiên đột nhiên từ trong con mắt lớn đó nhảy ra, tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Y Tiểu Âm, mỉm cười hỏi. Không sao, Y Tiểu Âm cũng mỉm cười đáp lại, sau đó hỏi ngược tại sao chàng lại từ trong con mắt kia nhảy ra thế? Nàng nói là đại nhãn tử này sao? Hạ Thiên đưa tay chỉ Bạch Thụy Đức chỉ còn lại một miếng da nằm trên mặt đất, bắt đầu giải thích, trước đó, ta đánh nhau với tên ngốc này, một chút lực cũng không có, nhưng ta phát hiện sức mạnh của ông ta hình như không phải của ông ta. Ta cố ý để ông ta đánh chúng, kiểm tra xem rốt cuộc là thứ gì núp sau lưng gây chuyện. Kết quả ta phát hiện là đại nhãn tử này, vì thế đã cùng nó chơi một hồi. Bây giờ nó đã là tiểu đệ của ta. Tiểu đệ của chàng. Y Tiểu Âm bó tay nhìn Hạ Thiên, cũng chỉ có hắn mới có hứng thú thu phục mấy sinh vật cổ quái đáng sợ này. Đúng vậy, đại nhãn tử, đến đây ra mắt đại tẩu của ngươi đi. Hạ Thiên vẫy tay với con mắt thật to kia, thái độ vô cùng tùy ý. Những người còn sống trong phòng đều đổ mồ hôi, hắn quá khinh thường rồi. Con quái vật này nói như thế nào cũng là thần minh do Trường Sinh Thánh Điện cung phụng, cũng nên khách sáo một chút. Chọc giận nó. Mọi người lại phải gặp nạn. Chưa từng nghĩ, ánh mắt to lớn kinh khủng đó nghe tiếng Hạ Thiên gọi, chớp mắt vài cái, lộ ra ánh mắt vô cùng hiền lành. Đây chính là thần minh cực kỳ đáng sợ của Trường Sinh Thánh Điện trong truyền thuyết sao? Giả tạo quá, không được hài hòa.
Tam quan của ta bị vỡ vụn rồi. Tất cả đều muốn chết phải không? Các ngươi đã quên mất tình huống kinh khủng vừa rồi à? Nghe xong, tất cả đều im lặng. Bên kia, Mai Ngạo Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên người thật việc thật xuất hiện trước mặt nàng, cả người rơi vào trạng thái ngạc nhiên cực độ, ánh mắt sáng rực, nửa ngày cũng không nói ra lời. Nàng ta bị bệnh gì thế? Mắc tiểu à? Hạ Thiên tùy ý nhìn Mai Ngạo Tuyết một cái, sau đó quay sang hỏi Y Tiểu Âm. Nàng ấy tên Mai Ngạo Tuyết, là đại tiểu thư Mai gia của nước Mỹ. Y Tiểu Âm giải thích, nàng ấy là fan cuồng của chàng đấy. Đoán chừng lúc này đại não của nàng ấy đang bị chết máy. Nói xong, Y Tiểu Âm nhẹ nhàng đẩy Mai Ngạo Tuyết một cái, người ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ta là Mai Ngạo Tuyết. Hạ Thiên, ngươi, chào ngươi. Mai Ngạo Tuyết không còn sự lãnh ngạo và quả quyết sát phạt như ngày thường. Bây giờ nàng giống như một nữ sinh trải qua thiên tân vạn khổ gặp được thần tượng của mình. Đừng khẩn trương, Hạ Thiên ngược lại cũng không có phản ứng đặc biệt. Dù sao hắn cũng tự cho rằng mình đẹp trai nhất thiên hạ, toàn thế giới có loại mê muội như vậy cũng rất bình thường. Mai Ngạo Tuyết cũng cảm thấy hơi bị mất mặt, nàng thở ra một hơi, miễn cưỡng khôi phục lại bình thường. Ta tên Mai Ngạo Tuyết, là hội viên 10 năm của Thiên Minh Hội, cũng là bạn của Y Tiểu Thư, gần đây còn gia nhập Vệ Thần Hội. Thiên Minh, Vệ Thần Hội, Hạ Thiên không hiểu. Ngươi không biết sao, Mai Ngạo Tuyết cũng có chút ngoài ý muốn. Lập tức giải thích, Thiên Minh là tổ chức đồng minh toàn cầu do Vương Kiệt Tiên Sinh sáng lập, lấy hiệu chung Hạ Thiên làm tôn chỉ, tổng bộ ở New York. Vệ Thần Hội là do một số thương nhân mới thành lập gần đây ở trong nước, là tổ chức lấy bảo vệ Hạ Thiên Tiên Sinh làm chủ. Ta không cần bất cứ người nào bảo vệ. Hạ Thiên nói, mấy người này rảnh đến mức không còn gì làm sao. Người trong tổ chức đều chịu qua ân huệ của Hạ Tiên Sinh, thật sự không thể báo đáp. Cho nên đã tự thành lập ra những tổ chức như vậy. Mai Ngạo Tuyết nói tiếp. Nhàm chán, Hạ Thiên bĩu môi, sau đó nhìn Mai Ngạo Tuyết, ngươi cũng nhận ân huệ của ta sao? Tại sao ta lại không nhớ nhỉ? Mai Ngạo Tuyết thành thật nói, ta đương nhiên đã nhận qua. Nếu không có ngươi, ta hoàn toàn không thể sống được đến bây giờ. Ngươi sống đến bây giờ đích thật rất kỳ quái. Hạ Thiên lạnh nhạt nói, bệnh của ngươi hẳn đã sớm không có thuốc chữa mới đúng. Mai Ngạo Tuyết nghe xong, ánh mắt sáng lên, Hạ Thiên, người quả nhiên là thần y trong các thần y. Trước kia, ta liên tục phát bệnh, 3 năm trước, ta đã từng dạo qua quỷ môn quan một lần. Nhưng có một thần y thông qua bắt chước thủ pháp của ngươi đã kéo ta trở về. Về sau, ta uống thuốc do tập đoàn thần y bào chế, lại mời Y Tiểu Thư, ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Ta chỉ muốn tận mắt được gặp ngươi một lần. Vợ y. Là nàng thi châm cho nàng ta sao? Hạ Thiên quay sang hỏi Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm lắc đầu, khi đó, thi châm cho nàng ấy không phải ta. Hạ Thiên bĩu môi, cũng đúng, châm pháp của nàng không kém đến như vậy. Mai Ngạo Tuyết ngẩn người, chẳng lẽ châm pháp thần y kia có vấn đề? Cũng không tính là có vấn đề, nhưng có một số thứ không xứng với hai chữ thần y. Hạ Thiên hờ hững nói, người kia bắt chước không phải thủ pháp của ta. Mà là châm pháp của vợ y. Châm pháp đó đã được ta cải tiến qua. Y Tiểu Âm nghe xong, cũng có chút hiếu kỳ, vị thần y kia là ai? Tính danh cụ thể thì ta không biết rõ, nhưng người đó tự xưng là môn đồ Hạ Thiên. Mai Ngạo Tuyết đáp, sau khi cứu ta, người đó liền đi ngay, cũng không nhận bất cứ thù lao nào, chỉ nói cảm ơn Hạ Thiên là được. Chàng có nghĩ đến là ai không? Y Tiểu Âm hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên một chút cũng không thèm để ý, vợ y không cần phải để ý nhiều như vậy. Người giả mạo ta nhiều lắm, người mượn danh nghĩa ta cũng nhiều vô số kể, cần chi quan tâm hắn ta là ai. Cũng đúng, Y Tiểu Âm mỉm cười, cũng không hỏi nữa. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, mời Hạ Tiên Sinh, còn có Tiểu Âm đi theo ta đến một nơi yên tĩnh. Mai Ngạo Tuyết nhìn cung quanh, cảnh tượng đã bị tàn phá không chịu nổi. Vì thế nàng đã đưa ra một lời đề nghị. Y Tiểu Âm cũng cảm thấy chỗ này xác thực không nên ở lâu. Nàng nhìn con mắt to lớn kia, liền hỏi, chúng ta nên xử lý nó như thế nào? Cứ mang đi, ta cũng không phải tùy tiện thu tiểu đệ đâu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Y Tiểu Âm có chút lo lắng, nó quá lớn, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Mai Ngạo Tuyết không chút do dự, từ góc độ của Hạ Thiên mà cân nhắc vấn đề, như vậy đi.
để ta gọi một số máy bay trực thăng đến, sau đó dùng tơ thép cố định nó, treo nó lên. Như vậy thì sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Chúng ta cũng phải cân nhắc sự an toàn của tổ chức. Y Tiểu Âm nhắc nhở. Mai Ngạo Tuyết lập tức nghĩ đến hai tổ chức đáng ghét mở đầu bằng chữ F và C. Không cần phiền phức như vậy đâu. Hạ Thiên mỉm cười, quay người dặn dò con mắt to lớn, đại nhãn tử, các nàng cảm thấy ngươi quá lớn. Ngươi có thể biến nhỏ hơn một chút được không? Chỉ thấy con mắt kia bỗng nhiên rút nhỏ 1/3. Vẫn còn quá lớn, Hạ Thiên nói. Lại nhỏ đi một vòng. Còn lớn lắm, Hạ Thiên nói tiếp. Nửa phút sau, con mắt chỉ còn lớn bằng ngón tay cái, nằm gọn trong lòng bàn tay của Hạ Thiên. Nhìn như vậy ngược lại có chút đáng yêu, Y Tiểu Âm nói. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mai Ngạo Tuyết tán thưởng từ đáy lòng, cũng không phải vì con mắt có thể biến hóa mà là Hạ Thiên có thể thuần phục được con quái vật này. Trường Sinh Thánh Điện tồn tại bao nhiêu năm, quái vật thần minh này đã trấn áp biết bao cao thủ, bây giờ lại được Hạ Thiên thu phục một cách dễ dàng như vậy. Vợ Y Y, nếu nàng cảm thấy nó đáng yêu, vậy ta sẽ tặng cho nàng làm sủng vật. Hạ Thiên mỉm cười đưa cho Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm đương nhiên sẽ không nhận, được rồi, ta không có thói quen nuôi sủng vật, huống chi ta không nắm chắc có thể khống chế được thứ này. Mai Ngạo Tuyết ngược lại muốn nuôi, nhưng nàng cũng biết được giao tình giữa nàng và Hạ Thiên còn chưa đến mức đó. Cho nên nàng không dám mạo muội lên tiếng. Ba người cùng với con mắt nhanh chóng rời khỏi nơi bị tàn phá này, đến một biệt thự sang trọng của Mai Ngạo Tuyết. Đây là biệt thự bình thường mà ta đã mua, tuy nhiên, trước kia do bệnh quá nghiêm trọng nên ta không thể đến đây ở được. Mai Ngạo Tuyết là chủ nhân, tiến hành chiêu đãi Hạ Thiên và Mai Ngạo Tuyết, tuy nhiên, nơi này vẫn có người quản lý, cho nên miễn cưỡng có thể ở được, đành phải ủy khuất Hạ Tiên Sinh và Tiểu Âm rồi. Y Tiểu Âm chỉ có thể cảm thán kẻ có tiền đúng là khách sáo. Biệt thự như thế này mà chỉ xem là bình thường, hơn nữa còn để trống. Hạ Thiên cảm thấy không quan trọng, biệt thự cũng được, nhà trọ cũng được, hắn thấy chẳng có gì khác biệt. Hạ Tiên Sinh, thật ra ta có một thỉnh cầu mạo muội mà không dám nói, cũng không biết ngươi có đồng ý hay không. Ta sợ ngươi không vui cho lắm. Mai Ngạo Tuyết mời hai người ngồi xong, sau đó khẩn trương rót trà cho Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, nếu ngươi cảm thấy mạo muội, ngươi có thể trực tiếp từ chối. Hạ Thiên lười biếng nói, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Ta muốn ngươi chỉ tận gốc dùm ta. Mai Ngạo Tuyết trịnh trọng nói, vì thế, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Hạ Thiên bĩu môi, không cần thiết. Ngươi không đồng ý, sắc mặt Mai Ngạo Tuyết trở nên tái nhợt. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến Hạ Thiên lại dứt khoát từ chối như thế, nhất thời ngẩn người, không biết nên phản ứng ra sao. Bệnh của nàng ấy xác thực rất kỳ lạ, hơn nữa nàng cũng chỉ khăng khăng nói chỉ có chàng mới trị được cho nàng ấy. Y Tiểu Âm nói, ta cũng chỉ có thể làm dịu cơn đau cho nàng ấy mà thôi. 3 năm trước, lúc đó ta đã hôn mê, Mai Ngạo Tuyết cho rằng Hạ Thiên để ý nàng được người khác chữa, lập tức giải thích, người đó tự xưng là môn đồ của ngươi, cha ta mới để cho người đó ra tay. Bởi vì ta đã nói chỉ có Hạ Thiên mới xứng cứu ta, nếu không, ta tình nguyện chịu chết. Ta đã nói rồi, không cần thiết, mặt Hạ Thiên không thay đổi, hoàn toàn không cần thiết. Quả nhiên là ta không xứng. Mai Ngạo Tuyết cảm thấy có chút hối tiếc, cũng không biết làm sao, hoàn toàn không giống nữ cường nhân sát phạt quả đoán. Tại sao các ngươi nghe lại không hiểu nhỉ? Hạ Thiên khó hiểu nói, ta nói là bệnh của ngươi đã khỏi, hoàn toàn không cần thiết phải chữa trị. Ngươi nói cái gì? Mai Ngạo Tuyết cho rằng mình nghe lầm. Y Tiểu Âm cũng kinh ngạc không thôi, vô thức nắm lấy tay Mai Ngạo Tuyết, bắt đầu kiểm tra mạch. Quả nhiên đã tốt. Nhưng chuyện gì xảy ra thế? Y Tiểu Âm trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải nhìn Hạ Thiên, chờ câu giải thích của hắn. Mai Ngạo Tuyết cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng cũng không cho rằng Hạ Thiên nói sai điều gì, chỉ cảm thấy Hạ Thiên quả nhiên cao thâm mặt chắc. Đúng là đã tốt, nhưng Y Tiểu Âm cảm giác rất kỳ quái. Thật ra, trước khi đến Trường Sinh Thánh Điện, nàng đã kiểm tra qua cho Mai Ngạo Tuyết, khi đó bệnh tình của nàng ấy vẫn còn. Tại sao bây giờ lại khỏi? Lúc này, Mai Ngạo Tuyết mới bừng tỉnh, cảm giác đau đớn trong cơ thể mình đã không còn, đích thật là nó đã biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mai Ngạo Tuyết vừa mừng rỡ vừa nghi ngờ.
Hạ Thiên mỉm cười nói với Mai Ngạo Tuyết, người còn nhớ mình bị bệnh này từ khi nào không? Từ nhỏ đã có khả năng là từ trong bụng mẹ. Mai Ngạo Tuyết trả lời, sau đó bổ sung một câu, đây là bệnh gia truyền của tộc ta. Tất cả mọi người sinh ra là đã có. Vậy cha của ngươi, ca của ngươi thì sao? Hạ Thiên hỏi. Mai Ngạo Tuyết lắc đầu, thành viên nam trong gia tộc sau khi thành niên thì không còn bị nữa. Biểu hiện của Mai Ngạo Tuyết lại càng thêm nghi hoặc không hiểu, không biết Hạ Thiên hỏi như vậy để làm gì. Y Tiểu Âm cũng không rõ ràng. Nàng nhìn Hạ Thiên, chàng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Chàng nói thẳng ra là chuyện gì được không? Vợ y y, nàng đừng nóng vội. Hạ Thiên vẫn dáng vẻ lười biếng như cũ. Hắn nói tiếp, nói thẳng cũng được. Bệnh này của ngươi thật ra là một kiểu nguyền rủa của phương Tây vô cùng lạc hậu, hẳn là do vị tổ tông nào đó của gia tộc ngươi làm giao dịch với tà thần, lấy hậu thế làm điều kiện, đổi lấy một loại may mắn nào đó. Nếu là như vậy, Mai Ngạo Tuyết cau mày, điều này cũng có lý. Trong lịch sử gia tộc chúng ta quả thật có một truyền thuyết như vậy. Mặc dù Y Tiểu Âm không có hứng thú với nguyền rủa, nhưng trước đây nàng đã sưu tầm và đọc rất nhiều sách y học cổ. Cho nên nàng không phải không biết loại thiên môn thuật pháp này. Vu y Trung Quốc cổ đại cũng có những phương pháp tương tự. Y Tiểu Âm chậm rãi nói, bây giờ nàng ấy đã khỏe, đồng nghĩa với việc nguyền rủa đã được giải trừ. Chẳng lẽ vừa rồi đã vô tình thỏa mãn được một số điều kiện đặc biệt sao? Chính là nhờ nó, Hạ Thiên lấy con mắt ra, cười nói, nó cũng là tà thần mà, cấp độ còn không thấp. Thần uy của nó đã tiêu trừ nguyền rủa trong cơ thể của nàng ấy. Sao, Mai Ngạo Tuyết nhớ đến khi con mắt kia mới xuất hiện, thần uy của nó đích thật rất mạnh, thậm chí có người không chịu được mà nổ tung. Lúc đó, nàng cảm nhận được trong cơ thể của mình một sự rúng động khó hiểu, nghĩ không ra lại là nhân họa đắc phúc. Khoan đã, Mai Ngạo Tuyết bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, vậy tại sao sau khi cha và anh của ta thành niên thì lại không bị sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại, vậy ngươi về hỏi cha ngươi vì sao lại gia nhập trường sinh thánh điện? Trong lòng Mai Ngạo Tuyết nhất thời không tiện suy đoán. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của nàng lại vang lên, là cha của nàng gọi đến. Alo, Mai Ngạo Tuyết không hề kiêng kỵ sự có mặt của Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, lập tức nhấn nút nghe. Tuyết Nhi, tình huống bên phía con như thế nào rồi? Giọng nói của một nam tử trung niên trung khí 10 phần vang lên. Hơn nữa còn rất có uy nghiêm. Mai Ngạo Tuyết chậm rãi đáp, thất bại rồi à? Thất bại, giọng nói bên kia đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là chất vấn, con làm sao vậy? Vì sao lại thất bại? Con có biết không có định mức trường sinh thánh điện phân phối xuống, kinh doanh của gia tộc chúng ta rất khó tiến hành. Thuốc làm dịu bệnh tình của gia tộc chúng ta cũng sẽ không còn. Con biết, mặt Mai Ngạo Tuyết cũng không có biểu cảm gì, trước khi xuất phát. Cha đã nói thái độ của con có thể cường ngạnh một chút mà. Ta đã nhắn nhủ con như thế nào? Giọng nói bên kia không kiên nhẫn, quát lớn, ta bảo con hành sự theo hoàn cảnh, dưới tình huống không tổn hại lợi ích gia tộc, thái độ có thể cường ngạnh một cách thích hợp. Lỗ tai của con có để làm gì chứ? Mai Ngạo Tuyết không hề nói ra chuyện trường sinh thánh điện đã bị hủy diệt, chỉ thuận miệng ứng phó, sự việc đã phát sinh rồi, cha có trách con cũng không có ý nghĩa. Phản ứng của Thánh Điện ra sao? Người bên kia hiển nhiên tức giận đến mức không kềm được, Bạch Tiên Sinh có tức giận không? Sự việc còn có thể cứu vãn được không? Bên phía Thánh Điện không có phản hồi, Bạch Thụy Đức cũng không có khả năng tức giận. Mai Ngạo Tuyết lạnh nhạt nói. Người bên kia hiểu lầm ý của Mai Ngạo Tuyết, phẫn nộ quát, người đúng là phế vật, không biết người có thể làm được gì nữa. Người cứ ở yên đó, ta và ca ca của ngươi lập tức đến ngay. Vừa lúc con cũng có chuyện cần nói với cha, Mai Ngạo Tuyết trả lời. Hừ, ngươi tốt nhất nên cho ta một lời giải thích. Nếu không, cho dù ngươi là con gái ruột của ta, ta cũng sẽ dựa theo gia quy mà xử lý ngươi. Bên kia tức giận cúp điện thoại. Mai Ngạo Tuyết cầm điện thoại, một lúc lâu sau mới tỉnh hồn lại, nói lời xin lỗi Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, thật ngại quá, khiến cho hai vị chê cười rồi. Hạ Thiên bĩu môi, ban đầu không phải ngươi muốn cho chúng ta nghe sao, có cái gì mà ngại chứ? Y Tiểu Âm nhẹ giọng nói, ta thấy ta và Hạ Thiên nên tránh đi. Dù sao đó cũng là chuyện của gia tộc các ngươi. Không, hai người nhất định phải ở đây, xem như làm chứng. Mai Ngạo Tuyết thản nhiên nói,
nếu bọn họ một chút nhân tình cũng không có, ta đành phải ân đoạn nghĩa tuyệt với bọn họ. Y Tiểu Âm im lặng không nói, cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Thiên lại cảm thấy hứng thú, chỉ vào con mắt trong tay, nó rất hưng phấn. Cha của ngươi sắp đến, hơn nữa còn mang theo một số món đồ thú vị. Y Tiểu Âm nhìn con mắt kia, quả nhiên nàng nhìn thấy nó đang sao động không chừng, ánh mắt loáng thoáng còn có sát khí. Đây chính là phản ứng khi lãnh địa bị đồng loại mạo phạm. Tính tình của con mắt dần dần nóng lên, thân hình không khống chế được biến lớn, uy áp cũng tràn ngập. Mấy luồng tia sáng dưới đáy mắt đang vận sức chờ phát động. Y Tiểu Âm cảm nhận sự không lành, vội đưa mắt nhìn Hạ Thiên. Đại nhãn tử, yên tĩnh nào. Hạ Thiên khẽ hừ một tiếng. Nghe Hạ Thiên nói, đại nhãn tử lập tức thu lại thần uy, liếm lại sát khí, trở lại thành một con rối. Không bao lâu sau, cửa phòng được đẩy ra một cách thô bạo. Mấy bóng người tuần tự tiến vào, khí thế hùng hổ. Một thanh niên mặc âu phục vọt đến trước mặt Mai Ngạo Tuyết, bắn liên thanh, em gái, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thánh điện lại bị sụp đổ? Nghe nói còn phát sinh cả vụ nổ. Cục C và FBI liên thủ với nhau phong tỏa hiện trường, ai cũng không được phép đến gần. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Mai Ngạo Tuyết cũng không trả lời, chỉ nói với nam nhân trung niên đầu đinh đằng sau, cha, cha đến rồi à? Nam nhân trung niên gật đầu. Sau đó liếc nhìn Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, còn có khách sao? Hạ tiên sinh và Y Tiểu Thư cũng không tính là khách, bọn họ là ân nhân của con. Mai Ngạo Tuyết đáp, không có bọn họ, con đã chết ở Thánh Điện rồi. Lão Phu Mai Tông Hoa, là chủ tịch thương hội người Hoa ở Thánh Lạc Thành. Nam nhân trung niên không được vui vẻ cho lắm nhưng vẫn giữ được phép lịch sự cơ bản, hai vị nhìn rất lạ, hẳn là vừa ra nước ngoài chưa lâu. Mọi người đồng căn đồng nguyên. Cũng được xem là người một nhà. Về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta có thể giúp đỡ. Những lời này nghe rất khách sáo, nhưng thật ra là hạ lệnh đuổi khách, ý là về sau ta sẽ chiếu cố các ngươi, còn bây giờ các ngươi có thể đi rồi. Hạ Thiên nói, đầu óc của ngươi có vấn đề. Này, ngươi nói cái gì? Nam thanh niên mặc âu phục đen nổi nóng, chỉ tay vào Hạ Thiên, tiểu tử, tại sao ngươi dám ăn nói với cha ta như thế? Ngươi muốn chết có phải hay không? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta nói là sự thật, có tin hay không là tùy các ngươi. Em gái, ngươi quen cái thứ nhà quê này ở đâu vậy? Một chút quy củ cũng không hiểu. Nam thanh niên mặc âu phục đen bất mãn nói với Mai Ngạo Tuyết. Ca, ngươi mới là người cần hiểu quy củ đấy. Mai Ngạo Tuyết đáp lại, Hạ Thiên là thần tượng và là ân nhân cứu mạng của ta, Y Tiểu Âm là bạn tốt của ta. Ngươi tốt nhất nên khách sáo một chút, nếu không, ngươi đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Ngươi, nam thanh niên mặc âu phục đen nghẹn họng, quay sang phàn nàn với Mai Tông Hoa, cha có nghe không, thái độ của nó là gì? Anh ruột của nó còn không quan trọng bằng hai người ngoài. Được rồi, chúng ta đến đây không phải để nói mấy chuyện vụn vặt này. Mai Tông Hoa ngược lại bình tĩnh hơn, lập tức tiến vào chính đề, rốt cuộc thánh điện đã xảy ra chuyện gì? Bạch tiên sinh có sao không? Người tham gia hội nghị còn lại mấy ai? Như mọi người đã thấy, thánh điện đã bị sập. Mai Ngạo Tuyết lời ít mà ý nhiều, Bạch Thụy Đức đã chết, những người khác đoán chừng cũng đã chết hơn phân nửa. Bạch Thụy Đức chết thật sao? Mai Tông Hoa hưng phấn hẳn lên, chết như thế nào? Con có tận mắt nhìn thấy không? Con tận mắt nhìn thấy. Mai Ngạo Tuyết mặt không thay đổi mà trả lời, xem như tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hơn nữa còn chết đến không thể chết hơn. Thuận tiện nói thêm một câu, một đại thiên sứ khác cũng đã chết. Quá tốt rồi, Mai Tông Hoa kích động đến vỗ tay, cười ha hả, Mai gia chúng ta rốt cuộc cũng có ngày nổi danh. Đám quái vật kia sớm đáng chết, bây giờ chúng ta phái tất cả người trong hội gia, chiếm địa bàn của Thánh Điện trước, đừng để những người khác vượt mặt. Vâng, để con đi làm ngay, nam thanh niên mặc âu phục đen nói. Tuyết Nhi. Con cũng không rảnh rỗi đâu, con lập tức đi tiếp nhận thế lực ngầm của Thánh Điện đi. Mai Tông Hoa cũng không để ý thái độ của Mai Ngạo Tuyết, trực tiếp ra lệnh, ngục giam của con không phải muốn xây dựng thêm sao. Bây giờ chính là thời cơ tuyệt hảo. Mai Ngạo Tuyết không động đậy, chỉ hỏi ngược lại cha tuyệt không lo lắng cho bệnh tình của con sao. Còn có quái bệnh di truyền của gia tộc không có thuốc ức chế. Vấn đề này dễ nói thôi.
Mai Tông Hoa cười ha hả, thật ra cha đã tìm được vật thay thế tốt hơn, con đừng lo lắng. Chẳng lẽ cha còn có thể trơ mắt nhìn con chết sao? Mai Ngạo Tuyết chỉ vào Hạ Thiên, nói cha, con giới thiệu cho cha biết một chút, Hạ Thiên chính là thần y đệ nhất thiên hạ, có thể trị được bệnh của con. Nhưng tiền thuốc men thì hơi đắt. Thiên hạ đệ nhất thần y. Lúc này, Mai Tông Hoa mới nhớ đến cái tên Hạ Thiên, khoan đã, người chính là Hạ Thiên. Thần y Hạ Thiên ở Giang Hải, đồ đệ của quỷ y Trương Minh Đà. Đúng, chính là ta. Hạ Thiên nói, ta chính là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Chẳng những võ công đệ nhất thiên hạ mà ngay cả y thuật cũng thiên hạ đệ nhất luôn. Mai Tông Hoa không khỏi biến sắc. Cha, dường như sắc mặt của cha không được tốt. Mai Ngạo Tuyết lo lắng hỏi. Ta không sao, Mai Tông Hoa nhẹ nhàng vân về chuỗi Phật Châu trong tay, có chút tò mò dò xét, ta nhớ có người nói hạ thần y dường như chưa từng xuất ngoại qua. Người nghe tên ngốc nào nói như thế? Hạ Thiên nhếch miệng, ta chỉ là lười xuất ngoại. Trước kia, ta và các bà vợ của ta thường xuyên dạo chơi khắp thế giới, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Cha, cha thấy sao việc chữa bệnh cho con? Mai Ngạo Tuyết hỏi. Chữa bệnh không phải chuyện một sớm một chiều, không thể nóng vội được, cần từ từ. Mai Tông Hoa suy nghĩ một chút rồi nói, việc cấp bách bây giờ là mở rộng địa bàn và lực ảnh hưởng của Mai ra chúng ta. Nam thanh niên mặc Âu phục đen không kiên nhẫn mắng, em gái, tại sao ngươi một chút cái nhìn về đại cục cũng không có vậy? Bây giờ là thời kỳ quan trọng, đừng nghĩ đến chuyện của mình. Dù sao, ngươi nhất thời nửa khắc cũng không chết được đâu. Hạ Thiên nói, chữa khỏi bệnh của con không mất quá nhiều thời gian. Mai Ngạo Tuyết cũng không nhượng bộ, tiếp tục ép Mai Tông Hoa đưa ra lựa chọn, chỉ cần cha đồng ý trả tiền thuốc men cho Hạ Thiên là được. Hạ Thiên vô cùng phối hợp, bệnh của nàng ấy không phức tạp, chỉ cần ta châm một châm là ổn. Thần kỳ như vậy sao? Mai Tông Hoa có chút không tin, nhưng thái độ vẫn rất phóng khoáng, không biết phí xem bệnh của Hạ Thần Y là bao nhiêu. Đương nhiên, chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho con gái của ta, bao nhiêu tiền ta cũng trả. Không nhiều đâu, Hạ Thiên mỉm cười rất hiền lành, cứu sống thì một nửa tài sản, cứu chết thì thu một nửa. Mai Tông Hoa bị hù dọa, thiếu chút nữa đầu cắm xuống đất, cái gì? Ngươi nói cái gì? Đây là giá của 12 năm trước, đủ nể mặt các ngươi rồi. Hạ Thiên lười biếng nói, nếu không phải nàng ấy quen với vợ y, các ngươi giao toàn bộ gia sản cho ta. Ta cũng không chỉ. Ngươi quả thật đang ăn cướp. Mai Tông Hoa tức đến toàn thân phát run. Hạ Thiên bĩu môi, chính ngươi nói bao nhiêu tiền cũng trả mà, đừng giả bộ keo kiệt. So với tính mạng của con, một nửa gia sản cũng không tính là gì. Cho con mấy năm, con có thể kiếm lại được. Mai Ngạo Tuyết lên tiếng, hơn nữa, tài sản của gia tộc mấy năm qua đều do con kiếm được. Bỏ ra một nửa để cứu mạng con có gì thiên kinh địa nghĩa đâu. Đánh giám, nam thanh niên mặc Âu phục đen không nhìn được chỉ vào Mai Ngạo Tuyết mà mắng, ngươi tìm mấy tên lừa đảo, thuận tiện bịa ra mấy câu nói dối là muốn lấy đi một nửa tài sản của gia tộc. Ngươi đang suy nghĩ chuyện tốt gì thế? Mắng thì mắng, hắn ta vẫn không quên dò xét Hạ Thiên trên dưới mấy lần, cái gì là thần y? Ta thấy chính là thần côn thì có. Em gái, ta thấy hắn chính là ma cả bông ngươi mời đến từ phố người hoa hợp lý hơn. Xin lỗi. Mai Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm nam thanh niên mặc Âu phục đen, sỉ nhục ta thì được, nhưng ngươi dám bất kính với Hạ Thiên, ngươi đừng trách ta không khách sáo. Đủ rồi, Mai Tông Hoa cũng nổi giận quát lớn, ngươi có thể trưởng thành hơn được không, biết cân nhắc cho lợi ích của gia tộc. Bệnh của ngươi là bệnh di truyền, không có khả năng đâm một châm là khỏi. Nói xong, ánh mắt ông ta hoài nghi nhìn Hạ Thiên, ta thấy ngươi cũng đừng tin vào người ngoài. Vẫn nên tranh thủ thời gian làm việc đi. Mắt Mai Ngạo Tuyết lộ ra vẻ thất vọng, xem ra, con trong suy nghĩ của mọi người chỉ là một công cụ mà thôi. Ngươi đừng hồ nháo nữa. Mai Tông Hoa giận tím mặt, chỉ vào Mai Ngạo Tuyết mà quát, nếu ngươi còn cố tình gây sự, ta lập tức trục xuất ngươi khỏi Mai ra. Ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Các người đã sớm trục xuất ta khỏi Mai ra rồi. Mặt Mai Ngạo Tuyết lạnh lại, lần này đến Thánh Điện. Rõ ràng cha có thể phái ca ca đi, nhưng cha không hề làm điều đó. Cha biết rõ con không thể tùy tiện rời khỏi Lạc Thành, nếu không, bệnh tình của con sẽ tăng lên, nhưng cha chỉ gọi con đến, sau đó thì con đến đây.
Có phải ngay từ ban đầu cha đã cho rằng con sẽ chết ở Thánh Điện, thuận tiện đổi lấy một số lợi ích, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện? Ngươi đang nói hưu nói vượn gì thế? Mai Tông Hoa tức đến mặt tái xanh, ta cho ngươi cơ hội lần cuối, giải quyết hai tên xa lạ đang mê hoặc ngươi, sau đó ra ngoài làm việc. Cha sẽ bỏ qua mạo phạm vừa rồi của ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi đúng là một tên ngu ngốc, đến bây giờ còn không nhìn rõ tình thế, đúng là cứu không nổi. Người đâu, Mai Tông Hoa không dễ dàng tha thứ cho sự thô bỉ và vô lễ của Hạ Thiên, mau kéo tên tiểu tử này ra ngoài cho ta. Sau đó, ông ta chỉ tay vào Y Tiểu Âm, còn có nàng ta nữa. Hai đại hán mặc âu phục đen thân hình vạm vỡ từ ngoài cửa bước vào, cung kính hỏi, lão gia, xin phân phó. Do dự 2-3 giây, Mai Tông Hoa hừ lạnh một tiếng, mau đưa bọn họ ra sau núi, xử lý sạch sẽ cho ta. Cha, việc này cứ để con xử lý. Nam thanh niên mặc âu phục đen không khỏi đắc ý nhìn Hạ Thiên, cái gì là thần y cầu thí, lát nữa lão tử sẽ một phát bắn nổ ngươi. Sau đó, hắn ta quay sang nhìn Y Tiểu Âm, nở nụ cười bỉ ổi, Y Tiểu Thư, xin lỗi, ngươi hãy đi theo ta. Đây chính là câu trả lời cuối cùng của các người sao? Mặt Mai Ngạo Tuyết đã ngưng xương lạnh, đằng đằng sát khí hỏi. Mai Tông Hoa cảm thấy tức giận, vẻ mặt này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết cha giết anh của mình sao? Cha, cha có thể thành thật trả lời con hay không? Mai Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, vì sao bệnh di truyền của gia tộc, khi người nam trưởng thành sẽ tự động khỏi, còn nữ như chúng con lại phải đau đớn cả một đời. Lúc này, 7-8 nam tử mặc đồng phục trắng cầm súng xông vào, chế phục toàn bộ người Mai Tông Hoa mang đến. Mai Tông Hoa do dự hỏi, có ai đã nói gì với ngươi sao? Đây tuyệt đối là châm ngòi ly gián. Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi không tin cha của mình mà lại đi tin người ngoài sao? Cha, cha thành thật nói cho nó biết đi. Nam thanh niên mặc âu phục đen mất kiên nhẫn, cha còn không nhìn ra sao? Hôm nay em gái rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Nếu cha không trả lời khiến nó hài lòng, nó dám giết chúng ta thật đấy. Mai Tông Hoa vẫn còn do dự. Nam thanh niên mặc âu phục đen không che giấu, đốt một điếu thuốc, cười nhạo, em gái, ca ca có lòng tốt nói cho ngươi biết sự thật. Mai gia chúng ta, tất cả nữ nhân đều là công cụ, không chỉ ngươi, bao gồm tỷ tỷ, cô, thậm chí là mẹ. Sự tồn tại của các ngươi chính là thay nam nhân Mai gia chống lại phản phệ của nguyền rủa gia tộc. Để nam nhân trong gia tộc yên tâm dốc sức làm ăn, mang lại vinh quang cho gia tộc. Dù sao nữ nhân các ngươi cũng phải lập gia đình, là người ngoài. Đã như vậy, chỉ bằng để các ngươi cống hiến cho gia tộc một chút. Cha, có phải như vậy không? Tim của Mai Ngạo Tuyết đã trở nên băng giá, nhưng nàng vẫn muốn xác nhận từ Mai Tông Hoa. Mai Tông Hoa vẫn im lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng vân vê Phật Châu trong lòng bàn tay. Nói như vậy, thật ra ban đầu nam nhân trong gia tộc cũng sẽ bị cơn đau tra tấn suốt đời. Nam thanh niên mặc âu phục đen giống như không nhìn ra biểu hiện của Mai Ngạo Tuyết, vẫn cười lớn như cũ, về sau, gia tộc chúng ta gia nhập Trường Sinh Thánh Điện. Lúc đó, điều kiện chính là Bạch Thụy Đức sẽ giúp gia tộc chúng ta giải trừ ốm đau. Nhưng pháp lực của lão tiểu tử đó quá thấp, nó chỉ có thể di chuyển đau đớn từ nam sang nữ. Ha ha, em gái, người đoán rốt cuộc cha đã đưa ra lựa chọn gì? Trả lời hắn ta không phải là lời nói. Bốp, một bàn tay nện thật mạnh vào mặt gã thanh niên mặc âu phục đen, tát bay hắn ta lên không, xoay hai vòng mới rơi xuống đất. Mặt nam thanh niên mặc âu phục đen lập tức sưng lên giống như đầu heo, răng cũng rơi mất hơn phân nửa. Ươi, ươi dám đánh a? Nam thanh niên mặc âu phục đen mất mấy giây mới tỉnh hồn. Răng rơi mất, hắn ta nói chuyện có chút không rõ ràng. Mặt Mai Tông Hoa sạm lại, bóp nát Phật Châu trong tay, trừng mắt nhìn Mai Ngạo Tuyết, ngươi đủ rồi. Lúc đó cha vì khôi phục đại nghiệp Mai gia, đưa ra lựa chọn như thế cũng không có lỗi gì. Sai chính là ngươi không nên sinh ra ở Mai gia. Mai Ngạo Tuyết cười lạnh, đại nghiệp, ta nhổ, cha bớt kiếm cớ đi, chỉ dựa vào đám rác rưởi các người sao. Một nửa Mai gia là do mẹ và cô ta giành được, một nửa còn lại là nhờ ta. Trong gia nghiệp Mai gia có bao nhiêu công lao của các ngươi chứ? Y Tiểu Âm ở bên cạnh lắng nghe cũng cảm thấy giận dữ. Nam nhân Mai gia đúng là phế vật vô cùng, đồng thời cũng ghê tởm vô cùng.
Bọn họ để cho nữ nhân trong gia tộc gánh chịu toàn bộ nguyền rủa, để các nàng phải chịu đựng sự đau đớn khi còn sống. Đồng thời còn lợi dụng những nữ cường nhân đó đi đánh thiên hạ, bọn họ ngồi mắt ăn bát vàng thì cũng thôi đi, một khi cảm nhận được uy hiếp thì trước tiên diệt trừ những nữ nhân này. Đúng là tiện. Nếu ngươi lạc đường biết quay lại, ngươi vẫn là con gái ngoan của ta. Mai Tông Hoa cũng lười giải thích, chuyện cho đến bây giờ, có giải thích cũng không rõ, dứt khoát xem trong tay ai vẫn còn vương bài. Các ngươi tự kết thúc bản thân đi, mặt Mai Ngạo Tuyết vẫn không thay đổi, xem như bồi tội cho mẹ, cô và tất cả những nữ nhân trong Mai gia trước kia. Ta sẽ giúp cho các ngươi có được một thanh danh dễ nghe, còn có phong quang đại táng. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta không nể tình cha con. Mai Tông Hoa bỗng dưng đưa tay ném Phật Châu đã bóp nát ra ngoài. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mấy viên Phật Châu biến thành những cái răng thật lớn, bao vây Hạ Thiên, Y Tiểu Âm và Mai Ngạo Tuyết bên trong. Chính giữa những cái răng có quang ảnh lưu động, còn có vô số lợi khí tinh mịn giống như mưa rội về phía ba người Hạ Thiên. Gian ngoài, đám người Mai Ngạo Tuyết sắp xếp cũng bị răng nhọn tinh mịn đâm thành những lỗ máu, không khỏi ngã xuống đất. Y Tiểu Âm đang định ra tay, Hạ Thiên lắc đầu, cười nói, chúng ta có đại nhãn tử, cứ để nó ra ngoài là được. Nó có được không? Y Tiểu Âm có chút hoài nghi. Mai Ngạo Tuyết cũng không quá xem trọng, con mắt như thế nào cũng không đánh lại răng đâu. Hạ Thiên cũng không giải thích, chỉ nói với đại nhãn tử, làm cho tốt, nếu không, ta cũng không thu ngươi làm tiểu đệ nữa đâu. Quang mang lóe lên trong mắt đại nhãn tử rồi biến mất. Bên ngoài biệt thự, Mai Tông Hoa kéo con trai lên xe, đi nhanh, đi càng xa càng tốt. Cha, cứ như vậy mà dùng đến tà thần có phải hơi bị thua thiệt hay không? Nam thanh niên mặc Âu phục đen bất mãn nói. Ngươi thì biết cái gì? Mai Tông Hoa cười lạnh, chỉ cần có thể giết chết được Hạ Thiên, chúng ta sẽ kiếm được lợi lớn. Nếu không, chỉ có hai nữ nhân kia, cha cũng không để vào mắt đâu. Người kia thật sự là Hạ Thiên sao? Nam thanh niên mặc Âu phục đen có chút tiếc nuối, nếu con sớm biết, hẳn con sẽ phế tay chân của hắn, chậm rãi mang về dạy dỗ. Trong đầu hắn chứa toàn là bảo vật không? Còn trong đầu của ngươi chỉ toàn là phân, một giọng nói lên tiếng. Lái xe là người câm, như vậy. Cha con Mai Thị liếc nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc, ai đang nói chuyện thế? Là ta đang nói chuyện đấy. Hạ Thiên ngồi xổm trên mui xe, xé một nửa tấm sắt trần xe. Cười hì hì nhìn cha con Mai Thị. Cha con Mai Thị bị dọa đến hồn phi phách tán, không còn phong độ kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngược lại người tài xế kia một chút phản ứng cũng không có, vẫn ổn định lái xe như cũ. Ngươi là người hay quỷ? Mai Tông Hoa chỉ tay vào Hạ Thiên, há miệng run rẩy nói. Vừa mới gặp mặt đã quên rồi sao? Hạ Thiên lười biếng nói. Mai Tông Hoa giả bộ trấn định. Các người rõ ràng đã bị tà thần khốn trụ, trừ phi các người biến thành quỷ, nếu không, các người tuyệt đối không thể trốn ra ngoài được. Đúng, người nhất định là quỷ. Nam thanh niên mặc Âu phục đen thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại càng sợ hơn, cha, có quỷ. Các ngươi là Sa Điêu ông trời phái đến sao? Ánh mắt Hạ Thiên hiện lên chút khinh bỉ, các ngươi cảm thấy mấy thứ rách nát đó có thể vây được ta. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, tóm lại ngươi đừng nên làm loạn. Mai Tông Hoa bình tĩnh lại, quát lớn, cho dù ngươi may mắn thoát khốn, hai nữ nhân kia thì không. Ngươi dám làm gì cha con ta, bọn họ tất nhiên sẽ phải chôn cùng. Đúng, tà thần đó chỉ nghe theo mệnh lệnh của cha ta. Ngươi dám làm loạn, nữ nhân của ngươi sẽ phải chết. Nam thanh niên mặc Âu phục đen cười như điên, ngươi không còn cách nào nữa đâu. Hạ Thiên có chút kỳ quái nhìn hai người, hình như trí nhớ của các ngươi không được tốt. Ngoại trừ vợ y của ta, nữ nhân còn lại là con gái của ngươi, là em gái của ngươi đấy. Phi, một tiện nữ từ trong cùi trỏ chui ra không xứng làm em gái của ta. Nam thanh niên mặc Âu phục đen không chút lưu tình mắng to, nó cũng không xứng với họ Mai, chết là tốt nhất. Đầu óc của ngươi quả nhiên có vấn đề. Hạ Thiên nói, tuy nhiên, nó cũng chẳng có bất kỳ giá trị nghiên cứu nào. Cho nên ta không muốn lãng phí thời gian trên người các ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mai Tông Hoa nghe xong, bỗng nhiên cảm giác không ổn. Ầm ầm ầm, nam thanh niên mặc Âu phục đen là người không chịu nổi đầu tiên.
hắn ta móc một cây súng ngắn chế tạo từ ngà voi bên trong mũi giày bắn 3 phát vào Hạ Thiên. A! À, nam thanh niên mặc Âu phục đen còn chưa kịp đắc ý, kết quả trên đùi truyền đến cơn đau kịch liệt. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống, bên trên có 3 vết đạn còn đẫm máu. Hạ Thiên, ngươi dám làm tổn thương con trai của ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Mai Tông Hoa chừng muốn rách cả mí mắt, dưới cơn khí nộ công tâm, ông ta đứng lên nhào về phía Hạ Thiên. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên lắc đầu, trực tiếp rời đi. Chờ Hạ Thiên đi xa, khi chiếc xe băng qua một cây cầu lớn, bỗng nhiên vọt thẳng xuống dưới cầu. Bành! Chiếc xe nổ tung không có lý do, trước khi chìm xuống đáy, nó đã bị đốt sạch sẽ. Lúc này, trong biệt thự đã sóng êm gió lặng. Y Tiểu Âm và Mai Ngạo Tuyết đang ngồi uống trà. Vừa nhấc mắt lên đã thấy Hạ Thiên quay về. Hạ tiên sinh, bọn họ như thế nào rồi? Mai Ngạo Tuyết bình tĩnh hỏi. Không biết, Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Y Tiểu Âm, thuận miệng đáp. Vừa rồi ngươi đi đâu thế? Y Tiểu Âm hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười đáp, ta đi xác nhận lại đầu óc của bọn họ bình thường hay không bình thường. Y Tiểu Âm nghe xong, không khỏi cau mày. Bởi vì lời giải thích này rất kỳ quái. Mặc dù Hạ Thiên thường xuyên mắng đầu óc người khác không bình thường, nhưng đó chỉ là mấy lời thô tục. Bây giờ hắn lại nói như thế, nhất định không phải hắn chỉ mắng chửi người một cách đơn giản. Ý của chàng là, đầu óc của bọn họ có vấn đề. Y Tiểu Âm dường như hiểu được ý trong lời nói của Hạ Thiên. Mai Ngạo Tuyết cảm thấy khó hiểu, không biết hai người này đang nói chuyện gì, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy cha và ca ca của nàng cũng không có kết quả tốt. Đại nhãn tử đâu? Hạ Thiên không muốn tiếp tục đề tài này, hỏi ngược lại. Ở trong tầng hầm, Mai Ngạo Tuyết đáp, vừa rồi, sau khi nó thắng xong, nó liền kéo bộ răng xuống mặt đất. Ta đã phái người đi kiểm tra, người có muốn xuống dưới đó xem không? Được rồi, cũng chẳng có gì đẹp mắt đâu. Hạ Thiên bĩu môi, lười biếng trả lời. Đúng rồi, không phải chàng đang ở Giang Hải sao? Tại sao lại đến Thánh Lạc Thành, lại còn đánh nhau với người của Trường Sinh Thánh Điện nữa? Y Tiểu Âm nhẹ giọng hỏi. Vợ y, điều này còn cần phải hỏi sao? Tất nhiên là nhớ nàng rồi. Đồng thời ta cảm thấy nàng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên ta mới đến đây mà không hề do dự. Hạ Thiên cười nói. Đối với điều này, Y Tiểu Âm một chữ cũng không tin. Mai Ngạo Tuyết có chút hâm mộ nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhớ đến mình, đột nhiên cảm thấy hơi bị tổn thương, đành phải mượn việc uống trà để che giấu. Chàng đừng nói mấy lời không có dinh dưỡng đó nữa. Chàng cảm thấy nó sẽ hữu dụng đối với ta sao? Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, không hề có chút ba động, nói nghiêm chỉnh đi. Vợ y, ta nói nghiêm chỉnh mà. Hạ Thiên chân thành nói, đây chính là lời nói có dinh dưỡng nhất, hơn nữa còn rất hữu dụng. Y Tiểu Âm không thèm để ý, quay sang nói với Mai Ngạo Tuyết, chuyện mà ta nhờ ngươi điều tra đã có kết quả chưa? Có chút manh mối rồi. Mai Ngạo Tuyết hiếu kỳ chuyện ở chung của Y Tiểu Âm và Hạ Thiên. Nhưng nàng cũng phân rõ nặng nhẹ, cũng biết một số việc không thể quá rõ ràng. Tiêu chuẩn trong đó, nàng nắm rất tốt. Vậy chúng ta về Lạc Thành đi. Y Tiểu Âm chậm rãi đứng lên. Mai Ngạo Tuyết mỉm cười khoát tay với Y Tiểu Âm, không cần đâu, ta đã bảo bên kia gửi thông tin đến rồi. Bây giờ chúng ta đi xem đi. Mai Ngạo Tuyết nhìn Hạ Thiên, phát hiện hắn cũng không có phản ứng gì, vì thế nàng cũng đứng lên, chúng ta đi. Hai người đến phòng họp, ở đó có thiết bị có thể nhận tín hiệu từ Lạc Thành truyền đến. Mai Ngạo Tuyết loay hoay lấy thiết bị ra, còn Y Tiểu Âm thì ngồi phía đối diện. Vợ y, các người muốn làm gì thế? Hạ Thiên không biết đi theo từ lúc nào. Chàng muốn biết sao? Y Tiểu Âm mỉm cười hỏi. Hạ Thiên đáp, đúng vậy. Y Tiểu Âm trả lời, vậy thì chàng yên tĩnh để nhìn xem nhé. Hạ Thiên cũng không nói nhiều. Chỉ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Y Tiểu Âm, cũng không nói câu nào. Mai Ngạo Tuyết vẫn luôn lưu ý tình huống phía sau, trong lòng không khỏi tò mò. Nàng biết Hạ Thiên vô pháp vô thiên, tùy hứng làm bậy. Nhưng tình huống hiện tại khiến nàng có chút dao động, hay là Y Tiểu Âm có biện pháp gì đặc biệt? Tài liệu đều nằm hết ở đây. Mai Ngạo Tuyết chỉ vào hình ảnh, nói với Y Tiểu Âm và Hạ Thiên. Bên trong hình ảnh xuất hiện mấy tấm ảnh của mấy người xa lạ cùng với lời giới thiệu vắn tắt. Vợ y, nàng cần xem mấy thứ này làm gì?
Hạ Thiên nhìn qua lập tức không có hứng thú, lười biếng hỏi. Y Tiểu Âm trả lời, biểu hiện nghiêm túc, mấy người này đều là những nhà khoa học đứng đầu thế giới trong lĩnh vực y học, sinh vật học. Gần đây bọn họ có người tự sát, có người mất tích. Ai làm? Hạ Thiên hờ hững hỏi một câu. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, tại sao chàng có thể khẳng định đây không phải là một sự kiện tự nhiên? Sự kiện tự nhiên còn cần vợ y nàng điều tra sao? Hạ Thiên thuận miệng đáp. Lý do không đúng nhưng suy luận không sai. Y Tiểu Âm gật đầu, lập tức giải thích, bắt đầu từ một tháng trước, đã có các bác sĩ ở nước ngoài, nhà khoa học lần lượt xuất hiện hiện tượng tự sát và mất tích. Ban đầu cũng không ai chú ý đến, nhưng lần này lại là một nữ bác sĩ tên Thẩm Khê Nguyệt. Nàng ấy là nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực não khoa. Lúc trước, nàng ấy quyết định về nước phát triển. Cách đây 3 ngày, nàng ấy nhận được một cuộc điện thoại, sau đó thì mất tích luôn. Điều kỳ lạ chính là, người nhà của nàng báo án, nhưng cảnh sát Mỹ lại bảo không điều tra được người này. Y Tiểu Âm nói tiếp, vừa lúc trước đây ta có gặp qua bác sĩ Thẩm, vì thế Hiệp hội Y học trong nước muốn ta điều tra thêm. Không tra thì không biết. Cha ra thì lập tức phát hiện ít nhất có 7 nhà khoa học gặp phải tình huống này. Mai Ngạo Tuyết bổ sung, thông tin về những người này đều bị xóa. Ta mua được những thông tin này từ Liên minh Yêu Tinh với giá cao. Hạ Thiên nghe đến cái tên này, lập tức nghĩ đến Triệu Yêu Yêu, đi theo chính là bé ngoan. Cái này cứ hỏi thăm bé ngoan là được, Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy chàng hỏi nàng ấy đi, Y Tiểu Âm cũng biết đến sự tồn tại của bé ngoan. Nhưng nàng không phải Hạ Thiên, có thể phân phó không hạn chế bé ngoan. Trong này cần phân tắc. Bé ngoan, ngươi chắc biết chuyện gì xảy ra chứ? Bây giờ ngươi hãy gửi tư liệu cho ta. Hạ Thiên lấy điện thoại, bấm một dãy số, sau đó nói. Đối diện lập tức trả lời, ngươi gọi nhầm rồi. Sao? Hạ Thiên nhìn điện thoại, có chút kỳ quái, chuyện gì xảy ra thế? Mai Ngạo Tuyết như phát mộng, ngươi không có phương thức liên lạc với người kia sao? Liên lạc với bé ngoan không cần phương thức, Hạ Thiên lại nói với điện thoại, bé ngoan, ta đang nói với người đấy. Vẫn không hề có bất kỳ đáp lại nào. Có phải nàng ấy cảm thấy không tiện không? Mai Ngạo Tuyết hỏi. Không thể nào, Hạ Thiên lắc đầu, nói, bé ngoan là đồ đệ của vợ Tiểu Yêu Tinh. Kỹ thuật hacker nói như thế nào cũng đứng thứ hai trên thế giới. Cho dù nàng không rảnh, chương trình mà nàng thiết kế cũng sẽ tự động trả lời ta. Trừ phi có chuyện bất khả kháng mà thôi, Y Tiểu Âm chậm rãi nói. Mai Ngạo Tuyết cau mày tự hỏi, nguyên nhân gì mà có thể khiến cho một hacker đẳng cấp thế giới sinh lòng cố kỵ chứ? Có, Y Tiểu Âm lập tức nghĩ đến, nàng ấy có khả năng bị để mắt đến, thân phận có nguy cơ bị bại lộ. Cho nên nàng ấy mới tạm thời che giấu. Nguy cơ gì? Mai Ngạo Tuyết vô thức hỏi. Ánh mắt Y Tiểu Âm không tự chủ được nhìn những nhà khoa học bị mất tích trên màn hình. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, vợ ý của nàng là bé ngoan đã bị mất tích. Rất có thể, Y Tiểu Âm cẩn thận trả lời, cũng có thể nàng ấy phát hiện được nguy hiểm, sau đó tạm thời lánh đi. Không đúng, nếu nàng ấy có nguy hiểm gì, cứ trực tiếp nói cho ta biết là được. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó lắc đầu bác bỏ suy đoán này, có nguy hiểm nào mà ta không thể giải quyết. Không cần thiết phải che giấu. Lời này cũng đúng. Bản lãnh của Hạ Thiên, người khác không biết nhưng bé ngoan khẳng định biết rất rõ ràng. Nếu nàng có bất kỳ nguy hiểm gì, nàng có thể trực tiếp nhắn tin cho Hạ Thiên, cam đoan có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Có phải bé ngoan không muốn Hạ Thiên biết thân phận của nàng? Mai Ngạo Tuyết suy đoán. Y Tiểu Âm cảm thấy có khả năng này. Nhưng Hạ Thiên lại cảm thấy vô lý. Những sự kiện này phát sinh thật sự quá tấp nập, lại còn có tính nhắm vào. Không cần nghĩ, đằng sau nhất định có một thế lực nào đó đang thao túng. Trong nước rất muốn nghĩ cách cứu viện các bác sĩ và nhà khoa học, nhưng thân phận của bọn họ lại quá mẫn cảm, không cách nào tham dự vào trong. Nếu phái những người khác đến, chỉ sợ không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ. Cho nên, bọn họ nhất định phải tìm được một người không quá liên quan đến chính quyền, nhưng năng lực lại cực mạnh đi điều tra những sự kiện này. Ban đầu, Hạ Thiên chính là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng cấp trên nhận thấy tính cách của Hạ Thiên quá tùy tiện, hoàn toàn không thể khống chế, cho nên hắn đã bị loại. Vì thế, Y Tiểu Âm được Hiệp hội Y học trong nước đẩy ra.
bên trên cảm thấy Y Tiểu Âm chính là một nhân tuyển tối ưu. Bất luận năng lực hay là nhân phẩm đều không thể bắt bẻ. Càng quan trọng hơn chính là, Y Tiểu Âm vừa ra tay, theo một ý nghĩa nào đó cũng sẽ có Hạ Thiên tham gia, tuyệt đối không xảy ra sai lầm, cũng không đến mức xảy ra mâu thuẫn mang tính xung đột, tình huống có tính giảm sóc cực lớn. Y Tiểu Âm tất nhiên sẽ không từ chối, chỉ là không nghĩ đến vừa đến Mỹ đã bị người của Trường Sinh Thánh Điện mang đi. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng việc điều tra của nàng sẽ bị chậm trễ, cũng may nhờ cơ duyên xảo hợp nàng đã gặp Hạ Thiên, đánh sập Trường Sinh Thánh Điện, giải quyết một cách dễ dàng trở ngại trước mặt. Có thể khẳng định, sự mất tích của những nhà khoa học đó tuyệt không ngẫu nhiên. Đằng sau đang ẩn núp một tổ chức có năng lượng to lớn. Y Tiểu Âm chậm rãi nói, hành động nhanh chóng, bước đi thống nhất, có thể thấy được lực chấp hành của tổ chức này vô cùng kinh khủng. Hình như FBI và CIA cũng đang tìm kiếm tổ chức này. Có khi nào là khói của đạn bọn họ ném ra thì sao? Mai Ngạo Tuyết hơi hoài nghi việc này, hai tổ chức này thường xuyên có kiểu đánh giám như thế để quan sát thao tác của người khác. Hạ Thiên lười biếng nói, nếu không thì chúng ta cứ trực tiếp tiêu diệt hai tổ chức đó. Quên đi, Y Tiểu Âm trừng mắt với Hạ Thiên, 12 năm trước chàng đã từng làm một lần, cũng chẳng có hiệu quả gì. Cấp trên của bọn họ cũng không phải đồ ngốc, rất nhanh phát hiện không ổn, lập tức đổi một thủ lĩnh khác ngay. Hạ Thiên cảm thấy đổi thì đổi, cùng lắm lại diệt tiếp, cũng không tốn quá nhiều công phu. Chàng tốt nhất nên từ bỏ suy nghĩ trong đầu của chàng đi. Y Tiểu Âm còn không rõ Hạ Thiên sao? Nàng nhắc nhở, lần này chàng đừng gây chuyện phức tạp nữa. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, tìm được những nhà khoa học đó, sau đó đưa bọn họ an toàn về nước. Vợ Y, ta nghe theo nàng nói. Nàng nói làm thế nào thì cứ làm như thế đó. Hạ Thiên mỉm cười nói với Y Tiểu Âm. Vấn đề bây giờ là, thiên đầu vạn tự, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Y Tiểu Âm đọc tư liệu, khẽ cau mày, có chút đau đầu, nhất là tổ chức này một chút chân ngựa cũng không lộ, thực sự quá cao thâm mặt chắc. Mai Ngạo Tuyết cũng nhận được ám chỉ trong nước, yêu cầu nàng phối hợp hành động với Y Tiểu Âm. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói, ta đã cho người đi hỏi thăm tin tức ở thế giới ngầm, xem có thu hoạch gì hay không. Rắn chuột sâu kiến, tam giáo cửu lưu đều có lối đi riêng. Có đôi khi, những tiểu nhân vật nhìn không hề thu hút lại có được những thông tin không thể tưởng tượng. Cũng là một cách, Y Tiểu Âm gật đầu, sau đó nhìn Hạ Thiên đang không được hứng thú cho lắm, chàng có cách nào tốt không? Vẻ mặt Hạ Thiên vô cùng nghi hoặc, vợ Y. Nàng đang định làm gì? Tìm tổ chức đang ẩn núp phía sau. Y Tiểu Âm chỉ vào tư liệu hiện lên trên màn hình, trịnh trọng nói, chỉ cần moi được bọn họ ra, chúng ta có thể biết được bọn họ đã giấu những nhà khoa học ở đâu. Hạ Thiên bĩu môi, không có. Chàng không phải là người thông minh nhất thiên hạ sao? Y Tiểu Âm mỉm cười trêu chọc, cũng có lúc chàng không có cách à. Vợ Y, nàng không cần hoài nghi. Nam nhân của nàng chính là người thông minh nhất thiên hạ. Thái độ của Hạ Thiên vô cùng đương nhiên, trên thế giới, không ai thông minh bằng ta. Cho dù có, ta cũng sẽ biến hắn ta thành thứ hai. Y Tiểu Âm nói tiếp, vậy tại sao chàng lại không nghĩ ra được cách nào? Bởi vì không cần, Hạ Thiên hờ hững đáp, tại sao lại phải tìm bọn họ? Cứ để bọn họ tìm chúng ta không được sao? Sao? Y Tiểu Âm nghe xong. Trong đầu lập tức xuất hiện một suy nghĩ, chàng nói cái gì? Hạ Thiên đáp, ta nói rất rõ ràng, vợ Y, nàng cũng nghe rõ rồi mà. Để bọn họ đến tìm chúng ta, ánh mắt đẹp của Y Tiểu Âm dần dần sáng lên, đúng vậy, nếu đã tìm không thấy, cần chi phải mất công sức đi tìm, để tự bọn họ bại lộ chẳng phải tốt hơn sao? Mai Ngạo Tuyết lại cảm thấy nàng giống như nằm ngoài cuộc đối thoại, có chút nghe không rõ. Nhưng tính tình của nàng trầm ổn, cho dù có tâm trạng như thế nào cũng không biểu lộ ra ngoài. Vẫn còn khá nhiều nhà khoa học Hoa Kiều, nhưng căn cứ theo hành động trước đó của tổ chức mà phân tích, bọn họ chú ý đến các nhà khoa học lĩnh vực y dược, sinh vật. Y Tiểu Âm đi qua đi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm danh sách các nhà khoa học vẫn còn chưa gặp nạn, cuối cùng khóa chặt một người. San Francisco, phòng thí nghiệm hồng đậu. Gần đây, tâm trạng của nhà khoa học Chu Hồng Đậu không được tập trung, chính bà cũng không biết được nguyên nhân là gì, cũng có thể là do gần đây bị tin tức không ít đồng nghiệp gặp bất trắc hù dọa. Chu Hồng Đậu, người không sao chứ?
Đồng nghiệp hợp tác Robert phát hiện sự bất thường của Chu Hồng Đậu, nhịn không được liền hỏi một câu. Những người trong phòng thí nghiệm cũng nhìn lại, phát hiện sắc mặt Chu Hồng Đậu đích thật rất khó coi, không khỏi quan tâm hỏi han. Ta không sao, có thể là do quá mệt mỏi, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình nhé. Chu Hồng Đậu không quen bị nhiều người như vậy chú ý. Bà giải tán mọi người, chỉ để lại đồng nghiệp hợp tác và hai trợ thủ đáng tin, Robert, Tiểu Lý và Caroline, mọi người đi theo ta một chút. Chu Hồng Đậu dẫn ba người chậm rãi bước vào một gian phòng có chút bí ẩn. Chu, sao vậy, nhìn sắc mặt của ngươi không được tốt. Gương mặt Robert hiện lên sự ân cần, ngươi là hạch tâm của phòng thí nghiệm chúng ta, thí nghiệm gen của chúng ta còn thiếu một bước nữa là thành công, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Mẹ, mẹ không sao chứ? Nếu không, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Thiếu nữ trẻ tuổi tên Caroline là con gái của Chu Hồng Đậu, cũng là trợ thủ của bà. Nam nhân còn lại tên Tiểu Lý thái độ ngược lại lãnh đạm, vẫn không lên tiếng nói chuyện. Ta không sao, nhưng ta có chuyện cần nói, rất quan trọng, mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Chu Hồng Đậu được con gái đỡ lấy, chậm rãi ngồi xuống. Robert, một ông già da trắng mỹ điển hình, nhún vai cười nói, được rồi, Chu, ngươi nói đi. Mọi người nghe xong cũng đừng quá kích động. Chu Hồng Đậu thở ra một hơi, chậm rãi nói, phòng thí nghiệm của chúng ta được thành lập từ 20 năm trước. Trước đó, chúng ta đã cố gắng nghiên cứu gen cải thiện thể chất nhân loại, cũng xem như có chút thành tựu. Nhưng từ 10 năm trước, sau khi ta tiếp nhận hạng mục này, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, thí nghiệm này rất có thể là một chiếc hộp Pandora. Ta tuyệt đối không thể mở nó ra, cho nên, ta quyết định ngừng tiến hành thí nghiệm. What? Robert đầu tiên là sững sờ, sau đó gương mặt hiện lên vẻ khó tin, Chu, ngươi đang nói đùa cái gì vậy? Chu Hồng Đậu lắc đầu, ta không có nói đùa, ta nói rất nghiêm túc. Hơn nữa đây là quyết định cuối cùng của ta, sẽ không thay đổi. Why? Vì sao thế? Robert không cách nào tiếp nhận được hiện thực này, cơ thể không tự chủ được xích lại gần Chu Hồng Đậu, thực hiện những động tác phóng đại cơ thể, phòng thí nghiệm của chúng ta có mấy chục người. Cùng nhau cố gắng 10 năm, cách thành công chỉ còn thiếu một bước. Nếu có thể chứng thực một bước này, đó sẽ là hành động vĩ đại thay đổi cả nhân loại. Chúng ta cũng có thể nhờ thế mà trở thành ức vạn phú ông, công thành danh toại. Tại sao chúng ta lại phải từ bỏ? Vì sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Không vì cái gì cả. Chu Hồng Đậu chém đinh chặt sắt, nói, hôm nay ta sẽ công bố quyết định này. Tất cả tư liệu mà ta tiếp nhận sẽ được tiêu hủy trong buổi tối hôm nay. Robert giận điên lên, rốt cuộc là vì cái gì? Mẹ, có phải mẹ quyết định hơi vội vã hay không? Ngay cả Caroline cũng cảm thấy mẹ của nàng hơi chút qua loa. Hạng mục lớn đến như vậy, liên quan đến tâm huyết và bát cơm của rất nhiều người, nói bỏ liền bỏ, hơn nữa, chúng ta cũng không cách nào ăn nói với bên phía đầu tư. Những người kia cứ để ta ứng phó. Chu Hồng Đậu cũng không muốn nói thêm gì nữa, tóm lại, bây giờ mọi người đi thông báo cho bọn họ đi. Phòng thí nghiệm Hồng Đậu sẽ giải tán vào ngày mai. Không, tuyệt đối không. Robert móc một khẩu súng từ trong ngực ra, nhắm ngay đầu Chu Hồng Đậu, 10 năm tâm huyết, một khi có cơ hội phất nhanh, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi hủy đi. Chu Hồng Đậu cũng không sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn Robert, ngươi nhất định phải nổ súng vào ta sao? Chu! Ngươi đừng ép ta. Gương mặt Robert đổ mồ hôi lạnh, ngươi không muốn thành công nhưng ta muốn. Ta hợp tác với ngươi 20 năm, hạng mục này cũng có tâm huyết của ta. Ta không cho phép nó thất bại vào lúc này. Ai ngăn cản thí nghiệm, người đó chính là địch nhân của ta. Chu Hồng Đậu lạnh giọng hỏi, hàng ngày, cửa phòng thí nghiệm đều sẽ kiểm tra súng ống và hàng cấm, làm sao ngươi có thể mang súng vào? Bằng! Robert bắn một phát trúng vào ghế của Chu Hồng Đậu, tóm lại, ngươi mau đưa chìa khóa tủ sắt đựng tài liệu cho ta. Nếu ngươi không muốn có được thành quả nghiên cứu, vậy thì giao hết cho ta. Robert, gần đây có người gửi thư uy hiếp ta, có phải là ngươi hay không? Lúc này, Chu Hồng Đậu vẫn bình tĩnh như cũ, còn nữa, ngươi bỏ thuốc độc mãn tính vào bình nước của ta có phải là ngươi hay không? Caroline ngẩn người. Tại sao trong nháy mắt mọi chuyện lại trở nên cẩu huyết như thế? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Robert chỉ súng về phía Chu Hồng Đậu, đừng ép ta phải giết ngươi đấy. Chu Hồng Đậu thở dài, móc một tấm thẻ từ đưa cho Robert, mật mã thì không cần nói,
người chắc đã biết từ trước. Ta đương nhiên biết, Robert tiếp nhận tấm thẻ, lộ ra vẻ mừng rỡ điên cuồng, quay người muốn rời đi. Bằng! Nhưng không đợi ông ta mở cửa phòng, một tiếng súng không biết từ đâu vang lên, gáy của ông ta trực tiếp nở hoa, ngã ầm xuống đất. Một bóng người chậm rãi bước qua, đoạt lấy chìa khóa trong tay Robert, sau đó quay người lại nhìn mẹ con Chu Hồng Đậu vẫn còn chưa tỉnh hồn. Lý, ngươi làm gì thế? Caroline khiếp sợ nhìn bạn trai của mình, tại sao ngươi lại giết tiến sĩ Robert? Nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi im miệng lại trước đi. Tiểu Lý lạnh lùng trừng mắt nhìn Caroline. Caroline bị hù dọa, sợ hãi đến bên cạnh mẹ của nàng. Chu lão sư, thật ngại quá, ta cần ngươi dẫn ta đến phòng cá nhân của ngươi. Tiểu Lý cầm một khẩu súng đặc chế trong tay, nhắm ngay Chu Hồng Đậu, mặt không thay đổi, mời ngươi đi. Chu Hồng Đậu lạnh lùng nhìn Tiểu Lý, ngươi không phải Tiểu Lý, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, Chu lão sư, ngươi nói vậy sai rồi. Tiểu Lý khẽ cười hai tiếng, không khỏi đắc ý nói, ta vẫn là ta, chưa từng thay đổi. Nếu như ngươi không ngừng việc thí nghiệm lại, ta vẫn là học sinh nghe lời nhất của ngươi, tương lai còn là con rể tốt của ngươi. Đáng tiếc, ngươi làm ta thất vọng quá. Ngươi làm việc cho ai? Chu Hồng Đậu thản nhiên hỏi, CIA hay là FBI? Tiểu Lý không kiên nhẫn nói, ta không cần thiết phải nói cho ngươi biết. Tóm lại, ngươi đừng lãng phí thời gian của ta, cũng đừng hòng kéo dài thời gian. Không có ai đến cứu các ngươi đâu. Dù sao cũng chết, vậy tại sao ta lại phải phối hợp với ngươi? Chu Hồng Đậu nghiêm túc quát lớn. Chu lão sư, ngươi đánh giá thấp giá trị của ngươi rồi. Tiểu Lý nói, trong mắt chúng ta, ngươi còn quan trọng hơn thí nghiệm và tư liệu của ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải đi theo ta, đương nhiên tư liệu cũng phải mang theo luôn. Nếu ta không đi theo thì sao? Ánh mắt Chu Hồng Đậu trở nên quyết tuyệt. Tiểu Lý cười lạnh một tiếng, họng súng nhắm ngay Caroline, vậy con gái của ngươi sẽ phải gặp tao ương thôi. Caroline thương tâm gần chết nhưng vẫn khó mà tiếp nhận, từ từ bước đến gần Tiểu Lý, Lý, ngươi sẽ không đối xử với ta như thế đúng không? Chúng ta là người một nhà, we're family, bằng. Tiểu Lý không chút do dự bắn một phát về phía Caroline, đương nhiên không bắn trúng chỗ nguy hiểm. A! Caroline kêu lên một tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, hiển nhiên không nghĩ đến người yêu của mình lại nổ súng bắn mình như thế. Ngươi làm gì vậy? Chu Hồng Đậu nhìn không được mắng Tiểu Lý một cái, vì sao ngươi lại nổ súng bắn Caroline chứ? Tiểu Lý cười lạnh, nếu như ngươi không phối hợp, trên người nàng ta sẽ còn nhiều lỗ thủng hơn. Chu lão sư, ta cho ngươi 10 giây cuối cùng để cân nhắc. Ok, ngươi đừng quá xúc động, ta đồng ý với ngươi. Chu Hồng Đậu biết người trước mắt chính là người điên, chỉ có thể trước thuận theo suy nghĩ của hắn ta mà thôi. Được rồi, vậy ngươi đến tủ sắt lấy toàn bộ tài liệu, sau đó đi theo ta. Tiểu Lý nói, đi, đừng lề mề nữa. Chu Hồng Đậu có chút do dự, chúng ta cầm máu trước cho Caroline, nếu không, con bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bằng, Tiểu Lý lại bắn thêm một phát nữa, nếu ngươi còn lề mề, đến lúc đó nàng ta không phải cầm máu là có thể cứu được. Ngươi, Chu Hồng Đậu cũng không còn cách nào, đành phải rời khỏi phòng làm việc, dẫn Tiểu Lý đến phòng để tài liệu quan trọng. Trên đường đi không còn một ai, giống như thành viên phòng thí nghiệm đều không tồn tại. Trong lòng Chu Hồng Đậu nghi hoặc không thôi nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ. Rất nhanh hai người đã đến phòng đựng tài liệu, Chu Hồng Đậu dùng mật mã mở cửa, chậm rãi bước vào. Bên trong tự động sáng lên ánh đèn, bốn vách tường đều là dụng cụ đựng tài liệu. Tiểu Lý liếc mắt là có thể thấy ngay đằng trước có một cái tủ sắt cực lớn, rồi nhìn chìa khóa trong tay mình, không khỏi mừng như điên. Chu Hồng Đậu thản nhiên nói, tư liệu mà ngươi cần nằm ở đây, tự ngươi lấy đi. Quá tốt rồi, ta tiềm phục ở đây 10 năm, cố gắng cuối cùng cũng không uổng phí. Ánh mắt Tiểu Lý nhìn chằm chằm cái tủ sắt, chỉ cần có được tư liệu, nửa đời sau của ta không cần lo lắng nữa. Tiểu Lý bảo Chu Hồng Đậu mở tủ sắt để nghiệm chứng trước. Ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, thí nghiệm gen này có tai họa ngầm cực kỳ lớn đối với nhân loại. Nếu bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây là nguyên nhân mà ta quyết định kết thúc thí nghiệm, tiêu hủy tư liệu. Cái gì nhân loại, cái gì hậu quả, chẳng liên quan đến ta.
Tiểu Lý khinh thường nói, ta chỉ quan tâm nhiệm vụ của ta, phần thưởng mà ta nhận được, còn có vinh hoa phú quý mà ta sẽ có được trong tương lai. Ngươi cũng là nhà khoa học về gen, hẳn ngươi cũng có thể đoán ra được tính nguy hại của nó. Chu Hồng Đậu có chút tiếc rèn sắt không thành thép, chẳng lẽ ngươi một chút tinh thần trách nhiệm của một nhà khoa học cũng không có sao? Chìa khóa đã cắm vào, nghiệm chứng bên trong. Xin điền mật mã, tiến hành 3 lần nghiệm chứng. Câm miệng, Tiểu Lý vừa điền mật mã vừa mắng, đến bây giờ ngươi còn muốn giảng đạo lý với ta. Ta nhổ vào, ngươi thì tính là cái gì chứ? Chờ ta lấy được tư liệu, giao ngươi cho bọn họ xong, ta sẽ thay hình đổi dạng mang theo tiền, bắt đầu một cuộc sống phú quý hoàn toàn mới. Ngươi không sợ những người kia nuốt lời, sau đó giết ngươi diệt khẩu sao? Chu Hồng Đậu phản bác một câu. Tiểu Lý ngẩn người, lập tức đánh cho Chu Hồng Đậu một quyền, đánh bà bổ nhào xuống đất, cười nhạo nói, ngươi còn muốn châm ngòi ly gián, đúng là buồn cười. Nghiệm chứng thành công, tủ sắt đã được mở. Tiểu Lý nghe được âm thanh này giống như nghe được tiếng nhạc, hưng phấn kéo tủ sắt ra. Nhưng tình huống bên trong tủ sắt lại khiến cho hắn ta phải trợn mắt há mồm. Trong tủ sắt, một nam nhân trẻ tuổi đang uể oải nằm, gương mặt còn nở một nụ cười muốn ăn đòn. Ngu ngốc, chào ngươi. Nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy Tiểu Lý, lập tức nhe răng cười chào hỏi. Ánh mắt Tiểu Lý như muốn lồi ra ngoài. Nghe xong, hắn ta bỗng lấy lại tinh thần, giơ súng nhắm ngay đầu nam nhân trẻ tuổi, ngươi là ai? Vì sao ngươi lại nằm trong tủ sắt? Ta ghét nhất là người khác cầm súng chỉ vào đầu của ta. Nam nhân trẻ tuổi có chút khó chịu nói, trước khi ngươi nổ súng, ta cũng có thể giết chết ngươi. Không tin, ngươi cứ thử một chút đi. Phắc, ta hỏi ngươi là ai? Tiểu Lý phẫn nộ quát, ngươi mau trả lời ta. Ta, nam nhân trẻ tuổi mỉm cười tự giới thiệu, ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Đây hiển nhiên không phải câu trả lời mà Tiểu Lý muốn. Ngươi đi chết đi, Tiểu Lý trực tiếp bóp cò súng. Răng rắc. Nhưng lần này, hắn ta không nghe được tiếng súng, ngược lại nghe được tiếng xương mình vỡ vụn. Tiểu Lý giống như quả đạn pháo nặng nề bay ra ngoài, sau đó đâm vào vách tường, ngay cả mấy bức tranh cũng rơi xuống. Ta đã nói rồi, trước khi ngươi nổ súng, ta có thể giết chết ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói. Ngươi là giáo sư gì đó phải không? Hạ Thiên quay sang nhìn Chu Hồng Đậu, kết quả không biết đối phương tên gì, được rồi, miễn là ngươi, ngươi đi theo ta. Ngươi là ai? Chu Hồng Đậu cẩn thận nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, không phải vừa rồi ta đã nói sao? Ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Bất luận phương diện nào cũng đều là đệ nhất thiên hạ. Ngươi có thể gọi ta là Hạ Thiên, cũng có thể gọi ta là thần y. Chu Hồng Đậu bị một loạt lời nói của Hạ Thiên làm cho phát mộng. Ngươi làm gì mà ngẩn ra vậy? Đi thôi, Hạ Thiên nhếch miệng, vợ y y vẫn còn đang chờ. Y y, là ai? Chu Hồng Đậu lại hỏi. Hạ Thiên đáp, không phải y y, mà là vợ y y của ta. Nàng ấy tên Y Tiểu Âm, là nàng ấy bảo ta đến cứu ngươi. À, thì ra ngươi chính là bạn của bác sĩ y. Lúc này Chu Hồng Đậu mới hiểu ra. Biểu hiện cũng thả lỏng không ít, là trong nước phái ngươi đến. Ngoại trừ vợ của ta, không ai có thể phái được ta. Hạ Thiên phản bác. Chu Hồng Đậu không biết Hạ Thiên đang nói cái gì, nhưng hiện tại bà còn chưa biết Caroline sống chết ra sao, ta muốn đi xem con gái của ta. Vừa rồi nó bị trúng đạn, tình huống đang rất nguy hiểm. Không cần thiết phải để ý đến nàng ta đâu. Hạ Thiên nói, nàng ta không chết được. Ngươi nói cái gì vậy? Nó là con gái của ta mà. Chu Hồng Đậu bất mãn chừng Hạ Thiên, sao ta có thể mặc kệ nó chứ? Nói xong, bà đẩy cửa trở về văn phòng của mình. Đến nơi, bà phát hiện không còn một bóng người, không chỉ con gái của bà, ngay cả tiến sĩ Robert bị nát đầu cũng không thấy bóng dáng. Cái này, gương mặt Chu Hồng Đậu tràn ngập nghi hoặc. Bà đến những nơi khác của phòng thí nghiệm, kết quả phát hiện nhân viên công tác đều chết hết. Người nào cũng bị trúng đạn vào đầu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Bỗng dưng, Chu Hồng Đậu quát lên, có phải do các ngươi làm hay không? Bà là loại người ngu ngốc sao? Hạ Thiên nhìn Chu Hồng Đậu giống như nhìn một kẻ thiểu năng, ta giết người xưa nay không dùng súng, hàm lượng kỹ thuật quá thấp. Chu Hồng Đậu nhớ đến cảnh tượng Hạ Thiên một cước đạp bay Tiểu Lý,
lập tức tin tưởng mấy phần. Thế chuyện này là do ai làm? Chu Hồng Đậu lại càng thêm khó hiểu, còn con gái của ta nữa. Nó đi đâu rồi? Chẳng lẽ Tiểu Lý có đồng bọn? Hạ Thiên cười một tiếng, đám ngu ngốc đó có đồng bọn hay không còn chưa rõ, nhưng con gái của ngươi ở đâu, ta ngược lại có thể đoán ra. Nó đang ở đâu, ngươi mau nói cho ta biết. Chu Hồng Đậu vội thúc giục. Hạ Thiên thản nhiên đáp, tài liệu của ngươi ở đâu, nàng ta sẽ ở đó. Mục tiêu của nàng ta vốn là cái đó mà. Ngươi nói là, Chu Hồng Đậu nghĩ đến một cảnh tượng đáng sợ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lúc đó, Chu Hồng Đậu cảm thấy Tiểu Lý không có khả năng buông tha mình. Để đề phòng vạn nhất, bà mới nói vị trí cất giữ tài liệu chính xác cho con gái của mình biết. Nhưng nếu như là kết cục đó, con gái bà chẳng phải cũng phản bội bà sao? Bà làm sao có thể chấp nhận sự thật này? Ngươi không tin, ngươi đi kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao? Hạ Thiên nói, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Chu Hồng Đậu thở dài, ta giấu đồ trong một căn phòng ở ngoại thành, cách nơi này 5 tiếng lái xe. Nếu nó thật, Hạ Thiên đặt tay lên vai Chu Hồng Đậu, bĩu môi nói, chút xíu khoảng cách đó có cái gì mà không kịp. Ta còn tưởng rằng sẽ làm chậm trễ chuyện của vợ y nữa chứ. Chỉ thấy trước mắt lóe lên, khi Chu Hồng Đậu mở mắt lần nữa, bà phát hiện mình đang đứng ở căn nhà ngoại thành. Chu Hồng Đậu còn chưa kịp suy nghĩ Hạ Thiên làm thế nào mà làm được, bà đã chạy xuống tầng hầm. Vừa đến trước cửa, bà đã nghe được hai giọng nói khiến bà giống như bị sét đánh. Lão thái bà kia giấu kỹ thật. Ta không biết bà ấy còn có căn nhà ở ngoại thành. Điều này nói rõ bà ấy không xem ngươi là con gái ruột. Bà ấy muốn tàng trữ làm của riêng, muốn một mình nuốt trọn thành quả. Ta đương nhiên biết. Cho nên ta tuyệt không thể để bà ấy đạt được. Chúng là của ta. Ha ha, Chu, kẻ ngu ngốc kia đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ đến người mới là đầu lĩnh của chúng ta. Bên trong tầng hầm, Caroline và Robert vốn đã chết đang mở một cái tủ sắt khá tinh vi. Bọn họ đã có chìa khóa, lại biết mật mã, tất nhiên không tốn quá nhiều thời gian. Không biết vẻ mặt của Tiểu Lý sẽ như thế nào sau khi biết mình đã nhầm. Gương mặt Robert hiện lên vẻ trào phúng. Để ý đến hắn ta làm gì? Caroline không hề lo lắng, đó là do hắn ta lựa chọn. Ai bảo hắn ta tin rằng tài liệu nằm trong phòng thí nghiệm chứ? Tất cả mọi người đều đang đánh cược, chỉ là hắn ta đánh cược sai mà thôi. Ha ha, nhưng ngươi thật sự không lo lắng Tiểu Lý trong cơn tức giận sẽ giết mẹ của ngươi sao? Robert trêu chọc. Caroline mỉa mai, mẹ của ta là nhân tài do cao tầng nhìn chúng. Cho hắn ta 100 lá gan hắn ta cũng không dám. Cũng đúng, Robert gật đầu, chờ lấy được tiền, chúng ta có thể đến Pháp, Hy Lạp, Đông Kinh, hưởng thụ một chút. Mấy năm qua, ta làm thí nghiệm cũng đủ rồi, ta nhất định phải tận hưởng cho bản thân mình. Caroline lại có suy nghĩ khác không, ta không muốn đi đâu cả. Có tiền, ta chỉ muốn tiến vào xã hội thượng lưu làm phú bà, không cần làm công cho người khác nữa. Tùy ngươi thôi. Robert cũng không tranh luận, chúng ta mau lấy đồ, những thứ khác hết thảy đều là nói suông. Có lấy cũng vẫn chỉ nói suông. Chu Hồng Đậu rốt cuộc nghe không nổi nữa, đẩy mạnh cửa tầng hầm, lạnh lùng nhìn hai người bên trong. Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Caroline đưa mắt nhìn Chu Hồng Đậu, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng ta làm sao cũng không nghĩ đến mẹ của mình lại xuất hiện ở đây. Cho dù nhiệm vụ Tiểu Lý thất bại, mẹ của nàng ta phát hiện vấn đề trong đó, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đến đây. Chu Hồng Đậu căm hận nói, ngươi còn mặt mũi nào gọi ta là mẹ? Ta không có đứa con gái ăn cây táo rào cây sung như ngươi. Mẹ, mẹ đừng nóng giận. Caroline rất tỉnh táo lại, mẹ bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Còn cái gì có thể nói chứ? Chu Hồng Đậu lạnh lùng nói, trộm cơ mật, lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi chờ vượt qua quãng đời còn lại của mình trong nhà giam đi. Caroline bi thương nhìn Chu Hồng Đậu, mẹ, mẹ thật sự lạnh lùng như vậy sao? Con là con gái ruột của mẹ đấy. Mẹ nhẫn tâm tống con vào tù, tuổi trẻ của con chỉ có thể ở trong tù đến cuối đời. Ngươi đi đi, vĩnh viễn đừng nên xuất hiện trước mặt ta. Chu Hồng Đậu đương nhiên không thể nhẫn tâm như thế, đành phải đưa ra một phương án thỏa hiệp. À, vậy còn ta thì sao? Robert có chút khẩn trương.
Chu Hồng Đậu không khỏi giễu cợt, chẳng lẽ ngươi cũng là con ruột của ta, cũng có thể khiến ta không đành lòng. Cũng được mà, Robert không hề xấu hổ nhún vai, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, gọi ngươi một tiếng mẹ cũng không lỗ. Chu Hồng Đậu nghiêm túc quát, ngươi, đúng là không biết xấu hổ. Cảm ơn mẹ, cái tên tiếng Trung này ta rất thích. Robert làm bộ muốn vượt qua Chu Hồng Đậu, cứ như vậy đi, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại. Tạm biệt. Caroline cũng cẩn thận bước ra cửa. Này, ai nói các ngươi có thể đi vậy? Hạ Thiên chậm rãi bước đến. Ngươi là ai? Caroline nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Robert giận dữ nói, cái tên Trung Quốc kia, mau cút ngay cho ta. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cơ thể Robert xuyên qua hai tòa nhà, treo trên một thân cây, không rõ sống chết. Caroline mở to mắt, có chút không thể tin được tình huống mà mình vừa mới nhìn thấy. Tại sao trên thế giới lại có người chỉ tùy tiện một cước là có thể đạp bay đồng loại đến mấy trăm mét? Mẹ, cuối cùng con đã biết vì sao giá trị nghiên cứu gen của mẹ lại cao như vậy. Sau khi chấn kinh, Caroline cảm thán không thôi, đây chính là vũ khí bí mật của mẹ sao? Con một chút cũng không biết gì. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Chu Hồng Đậu nói, Hạ Tiên Sinh chẳng liên quan gì đến thí nghiệm của ta. Hắn cũng chẳng phải vũ khí bí mật của ta. Caroline không tin, còn cảm thấy thất vọng, chuyện cho đến bây giờ mẹ còn giấu giếm con. Xem ra, mẹ thật sự không quan tâm đứa con gái này. Nếu ơn dưỡng dục 20 năm của ta chỉ đổi lại cho ngươi hiểu ra được điều này thì, Chu Hồng Đậu đau lòng nói, coi như ta nuôi con chó còn tốt hơn. Ha ha, tốt, sắc mặt Caroline thay đổi, đã như vậy, ta cũng chẳng cần quan tâm đến thân tình gì cả. Lúc này, Chu Hồng Đậu cảm thấy có chút không thích hợp, ngươi muốn làm gì? Hừ, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Caroline lạnh lùng nói, cao tầng đã sớm dự liệu được sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên bọn họ đã cho ta cái này. Caroline móc một máy phát tín hiệu từ trong áo ra, lắc lư trước mặt Chu Hồng Đậu và Hạ Thiên. Chỉ cần ta phát ra tín hiệu, cao tầng sẽ phái người đến ngay. Caroline nở nụ cười đắc ý, cao tầng đã nói với ta, bọn họ có chiến sĩ siêu cấp, tương tự với Captain America trong truyền thuyết. Vừa nãy ta còn tưởng rằng bọn họ gạt ta chứ. Nhưng bây giờ, nhìn thấy ngươi, Caroline chỉ vào Hạ Thiên, ta không thể không tin. Chu Lâm, ngươi đừng có chấp mê bất ngộ nữa. Chu Hồng Đậu bỗng nhiên gọi thẳng tên thật của Caroline, ngươi đã đi sai đường, ngươi cũng đừng nên đi vào con đường chết như thế. Ta đang đi trên con đường phát tài sau một đêm, Caroline hiển nhiên đã đánh mất lý trí. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ. Thuận miệng hỏi, có phải ngươi muốn gọi người không? Vậy ngươi nhanh lên một chút, có bao nhiêu gọi bấy nhiêu. Vừa lúc ta cũng lười lãng phí thời gian đi tìm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đắc ý đến khi nào. Caroline cũng không nhịn được nữa, ấn máy phát tín hiệu trong tay. Đợi một hồi, hình như không có bất kỳ một phản ứng nào. Chẳng lẽ là giả, Caroline như muốn sụp đổ, không thể nào. Cao tầng rõ ràng đã nói chỉ cần phát ra tín hiệu, chiến sĩ siêu cấp sẽ chạy đến trong vòng một phút. Ngươi vẫn còn chưa rõ sao? Chu Hồng Đậu thở dài, bọn họ xem ngươi như vũ khí để sử dụng, bọn họ lừa ngươi đấy. Không thể nào, Caroline không thể nào tiếp nhận được sự thật này, điên cuồng ấn cái máy, cuối cùng khiến cho nó phát nổ. Vô dụng thôi, ngươi cam chịu số phận đi, Chu Hồng Đậu khuyên nhủ. Lúc này, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, lười biếng nói, vẫn còn tác dụng đấy, có không ít con ruồi đang bay đến. Nghe xong, Caroline không khỏi ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy mấy chục cái bóng từ trên trời rơi xuống gần đó, còn có mấy người rơi xuống nóc nhà. Những người này đều mặc chế phục màu lam nhạt, trên đầu còn đeo cái mặt nạ màu trắng. Các ngươi chính là chiến sĩ siêu cấp do cao tầng phái đến đúng không? Caroline hưng phấn chạy đến, lớn tiếng nói. Là ta đã ấn máy phát xạ, chúng ta là người một nhà. Hai người bọn họ là địch nhân, các ngươi giết bọn họ, chúng ta có thể lấy được tài liệu. Một lần nữa Chu Hồng Đậu cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời cũng hối hận vì sự thất bại trong giáo dục của gia đình mình. Vèo, có lẽ là vì tiến đến quá gần, có lẽ cái gọi là cao tầng thật sự chướng mắt Caroline. Tóm lại, khi nàng ta đến gần một chiến sĩ mặc chế phục màu lam, ánh mắt của đối phương bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ, trực tiếp giết chết nàng ta.
Caroline khiếp sợ ngã xuống đất, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chu Lâm, Chu Hồng Đậu rốt cuộc cũng không nhẫn tâm, vọt đến trước mặt Caroline, ôm chặt lấy nàng. Nhân vật mục tiêu đã được xác nhận, chiến sĩ mặc chế phục màu lam đứng trước nhất phát ra âm thanh, sau đó đưa tay muốn bắt Chu Hồng Đậu. Bành! Hạ Thiên tùy ý đá bay, đá gã chiến sĩ kia đến mấy trăm mét, làm bạn với Robert. Phát hiện nhân vật nguy hiểm, lập tức thanh trừ. Hạ Thiên vừa ra tay, mười mấy chiến sĩ mặc chế phục màu lam đều nhận được lệnh, đồng thời xông về phía Hạ Thiên. Chỉ trong chớp mắt, Hạ Thiên đã bị những chiến sĩ này bao vây, thậm chí có thể nói là chế phục. Bởi vì mắt bọn họ đều phun xạ tuyến ra ngoài xen lẫn thành một tấm lưới, còn Hạ Thiên thì nằm trong tấm lưới này. Xạ tuyến đó có tính phá hoại cực lớn, đồng thời cảm giác áp bách cũng không nhỏ, đang từng chút một cắt chém cơ thể Hạ Thiên. Giải tỏa hạn chế cấp 2. Xạ tuyến trong mắt chiến sĩ mặc chế phục màu lam bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Bù! Hạ Thiên vẫn uể oải như cũ, không đau không ngứa, các ngươi chưa ăn cơm sao? Tại sao một chút cảm giác cũng không có? Các ngươi thêm chút sức đi, cứ như vậy thì chẳng khác nào gãi ngứa cho ta. Giải trừ hạn chế cấp 3. Mấy chục xạ tuyến to bằng cánh tay người trưởng thành tập trung toàn bộ lên người Hạ Thiên, trong nháy mắt bao phủ người hắn lại. Nhưng âm thanh muốn ăn đòn của Hạ Thiên vẫn còn đang không ngừng trào phúng, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, thêm nữa đi. Giải trừ 4. Đừng có cấp 4 nữa, để ta giúp các ngươi. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, giống như quỷ mị xuyên qua giữa những chiến sĩ, thuận tay đâm cho mỗi người một châm, trực tiếp giải trừ hạn chế cấp cao nhất. Đã tăng giới hạn tối đa, kích hoạt hình thức hủy diệt. Mười mấy chiến sĩ mặc chế phục màu lam bỗng nhiên bốc lên ánh sáng màu đỏ toàn thân, nối thành một mảnh. Oanh! Tiếp theo, trong phạm vi trăm dặm bị nổ thành một cái hố sâu cực lớn. Từ đằng xa có thể nhìn thấy giống như ánh sao bay vụt bầu trời. Tại một nóc nhà nào đó cách xa ngàn dặm. Đúng là một phong cảnh mỹ lệ. Hạ Thiên cười nói. Ta bảo chàng đi cứu người, chàng có cần phải gây ra tình huống lớn như vậy không? Y Tiểu Âm chạy đến, bó tay nói. Hạ Thiên bĩu môi, vẻ mặt vô tội, vợ y, không phải ta làm, là đám ngu ngốc kia làm. Được rồi, bác sĩ Chu đâu? Y Tiểu Âm không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Ban đầu, bọn họ dự định xây dựng một kế hoạch dẫn xà xuất động nhưng bọn họ phỏng đoán có hai người có khả năng là mục tiêu tiếp theo của tổ chức đó nhất. Vì thế, Y Tiểu Âm yêu cầu Mai Ngạo Tuyết đi bảo vệ người mà nàng cho rằng có khả năng nhất, người còn lại nhờ Hạ Thiên. Kết quả, sợ bóng sợ gió của nàng đã biến thành hiện thực. Hạ Thiên quả nhiên đã gây ra động tĩnh quá lớn. Trong lĩnh vực gây rối của mình, thiên phú của hắn có thể nói là phát huy hết giá trị. Được rồi, để ta đi kiểm tra bác sĩ Chu một chút. Y Tiểu Âm biết nói nhiều với Hạ Thiên cũng vô ích thôi. Lúc này, một trường ảnh to lớn bỗng nhiên giáng xuống từ giữa không trung, còn có âm thanh quát mắng hùng hậu. Các ngươi thật to gan, dám dương oai với ta, nạp mạng đi. Trường ảnh trùng trùng, che khuất bầu trời. Trong tầng mây còn có âm thanh như sấm chớp. Một lát sau, một luồng uy áp khổng lồ giống như Thái Sơn băng lâm nhanh chóng hạ xuống. Gương mặt xinh đẹp của Y Tiểu Âm không khỏi biến sắc. Mặt Hạ Thiên vẫn không chút biểu cảm, vẫn hờ hững như cũ. Bên dưới bọn họ, nhà ở đã không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. A, bác sĩ Chu, Y Tiểu Âm lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng. Hạ Thiên cười nói, vợ y, nàng đừng khẩn trương. Ta cũng không có nói bác sĩ Chu kia ở trong căn nhà đó mà. Vậy thì tốt rồi, Y Tiểu Âm thở phào một hơi, nhìn trường ảnh đã nhanh chóng đập đến trước mặt. Vợ y, không cần nhìn đâu, mấy loại trường pháp này chỉ dùng để hù dọa người. Hạ Thiên bĩu môi, khinh thường nói, nhìn thì rất lợi hại, thật ra lại chẳng có lực sát thương. Chàng khẳng định, Y Tiểu Âm nửa tin nửa ngờ, nàng biết. Bất kỳ công kích nào đối với Hạ Thiên cũng chỉ là gãi ngứa cho hắn, nhưng đối với người khác thì chưa hẳn. Vậy thì nàng cứ nhìn xem. Hạ Thiên lãnh đạm xoay người, chậm rãi bóp quyền, đánh tới trưởng ảnh đang che khuất bầu trời. Một quyền đánh ra. Chẳng có gì lạ. Nhưng trưởng ảnh che khuất bầu trời lại giống như quả bóng đụng phải kim tiêm, trong nháy mắt sụp đổ, tản mạn khắp nơi. Muốn đánh nhau thì ra đây, cần chi phải dùng mấy mánh khóe dở tệ như thế.
Hạ Thiên lười biếng nói. Bên trong tầng mây, tiếng sấm sét vẫn còn vang lên ầm ầm. Một giọng nói tràn ngập tức giận mắng to, tiểu tử, người đừng có ỷ mình có chút bản lãnh thì không coi ai ra gì. Ta không phải có chút bản lãnh mà là vô địch thiên hạ. Hạ Thiên phản bác, loại ngu ngốc như ngươi mới là có chút bản lãnh đó. Cuồng vọng, âm thanh kia quát lớn, Trung Quốc có thể mặc cho ngươi trên nhảy dưới tránh nhưng nơi này không phải địa bàn của ngươi. Ngươi thức thời thì lập tức cút về, nếu không, ngươi đừng trách ta không khách sáo. Ngươi tuyệt đối đừng nên khách sáo, có chiêu thức gì thì dùng hết ra đi. Hạ Thiên khiêu khích, lại còn khinh bỉ nói, tuy nhiên, chiêu thức nhìn thì ngon mà không dùng được như vừa rồi thì đừng nên dùng nữa. Tiểu tử, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Âm thanh kia hiển nhiên đã bị Hạ Thiên chọc tức triệt để, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không biết trân quý, vậy thì ngươi đi chết đi. Bên trong tầng mây, lôi đình cuồn cuộn. Bỗng dưng, một luồng thiểm điện bổ xuống đầu Hạ Thiên. Hạ Thiên gần như không có thời gian kịp phản ứng, lập tức bị đánh trúng. Nơi hắn đứng bị đánh thành một cái hố to, không thấy bóng dáng của hắn đâu. Ha ha ha, nói cho lợi hại, kết quả ngay cả một luồng thiểm điện của ta cũng không chịu được. Âm thanh kia không khỏi cười như điên. Cười xong chưa, lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên sau lưng ông ta. Người này vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang cười hì hì nhìn mình. Người kia kinh ngạc không thôi, tiện tay cầm lấy một tia chớp quật mạnh về phía Hạ Thiên, vừa rồi may mắn để ngươi tránh thoát, bây giờ ta chắc chắn sẽ oanh sát ngươi thành cặn bã. Được rồi, ngươi xong chưa? Hạ Thiên có chút khó chịu trừng mắt nhìn đối phương, ngươi cho rằng mấy tia chớp rách nát này của ngươi hữu dụng đối với ta. Nói xong, Hạ Thiên cũng không tiếp tục né tránh, hời hợt khoát tay, nắm chặt tia chớp mà đối phương ném tới. Động tác nhìn rất tùy ý, giống như nắm con gà con trong tay. Không thể nào, người kia kinh ngạc đến tròng mắt như muốn rơi xuống. Hạ Thiên uể oải ngáp một cái, không còn chiêu nào khác nữa sao? Thần điện hồi chiều, người kia kết một thủ ấn, chỉ vào Hạ Thiên, kinh lôi nhất khiếu. Chỉ thấy tất cả sấm sét bên trong tầng mây đột nhiên phun trào, như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ nhào về phía Hạ Thiên. Đồng thời, sấm sét Hạ Thiên nắm trong tay cũng không thành thật, không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Chẳng thú vị gì cả, Hạ Thiên không kiên nhẫn, tiện tay bóp nát tia chớp. Bốp! Tiếp theo, người kia cảm thấy có một nắm đấm đập thật mạnh vào mặt của mình. Bên tai ông ta còn nghe tiếng của Hạ Thiên, ngươi thích chơi sấm sét đúng không? Vậy ta sẽ cho ngươi chơi thoải mái luôn. Ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra, gương mặt người kia bị Hạ Thiên nắm chặt, thậm chí cơ thể cũng không thể động đậy. Lúc này, ông ta nhìn thấy rõ ràng lôi điện như nước thủy triều đang chuyển hướng lao về phía ông ta. Thả ta ra, mau buông ta ra, sẽ chết người đấy. Người kia nhìn thấy thủy triều lôi điện càng lúc càng gần. Không khỏi kinh hoàng thất thố, vội kêu lên, ta là người Tiêu gia Thiên cung. Nếu ta bị tổn thương dù chỉ một chút, cho dù các ngươi trốn về trong nước, các ngươi cũng sẽ chết không, a. À. Lời còn chưa nói hết, lôi điện cuồn cuộn giống như thủy triều đánh vào cơ thể của ông ta. Ông ta lập tức phát ra tiếng chu như heo bị chọc tiết. Ngươi vừa nói cái gì? Hạ Thiên móc móc lỗ tai, hờ hững hỏi. Người kia đang bị lôi điện oanh tạc. Không có cách nào trả lời vấn đề này. Ông ta nói ông ta là người Tiêu gia Thiên cung, Y Tiểu Âm chậm rãi bước đến, liếc nhìn thương thế của người kia. Hạ Thiên nhếch miệng, lại là Thiên cung, nếu không, bây giờ ta sẽ trực tiếp tiêu diệt tổ chức rách nát này. Thiên cung này không phải Thiên cung kia đâu, Y Tiểu Âm giải thích, Thiên cung mà Tiêu gia nói chính là bí cảnh Thiên cung, cũng giống như bí cảnh quy khư của Viên gia ẩn tàng vậy. Về phần tổ chức Thiên cung, hẳn ngươi cũng đã biết rõ, cũng đã có mấy lần quan hệ, đồng thời ngươi cũng đã gặp cung chủ Thiên cung một vài lần. Ta chẳng quan tâm nó là cái nào, tóm lại đều rất đáng ghét, chỉ bằng giải quyết cùng một lúc. Hạ Thiên lơ đễnh nói. Bây giờ ngươi đừng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, Y Tiểu Âm biết rõ năng lực gây chuyện của Hạ Thiên. Nếu nàng bỏ mặc không quan tâm, đến lúc đó nhất định sẽ là một trận long trời lở đất. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, bí cảnh Thiên cung sẽ được mở ra sau 3 tháng. Đến lúc đó chúng ta đến đó xem, thuận tiện tiêu diệt bọn họ luôn. Đúng vậy,
chúng ta nên ưu tiên giải quyết chuyện trước mắt. Y Tiểu Âm âm thầm thở phào một hơi. Vợ y, bây giờ nàng muốn chúng ta làm gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nên mang bác sĩ Chu đến một nơi an toàn. Y Tiểu Âm nói. Chấm. Hoa Phủ, Thiên Không Thành, Tiêu Gia. Khoảng hơn 100 năm trước, Tiêu Gia đã di dân toàn bộ gia tộc đến nước Mỹ. Trước đó, Tiêu Gia có thể nói là có rễ sâu trong nước. Chẳng những là đệ nhất gia tộc kinh thành, thậm chí trong 9 đại gia tộc có 4 gia tộc do Tiêu Gia nâng đỡ lên. Tình huống này tất nhiên sẽ gây nên sự kiêng kỵ đến từ chính quyền, theo đó là chèn ép và phân hóa. Tuy nhiên, gia chủ Tiêu Gia là người có khí phách, trực tiếp ngả bài với chính quyền, cuối cùng đạt thành nhất trí. Toàn bộ gia tộc Tiêu Gia di dân ra nước ngoài, hoàn toàn từ bỏ tất cả thế lực và lợi ích trong nước. Việc này thoạt nhìn là Tiêu Gia bị thua thiệt, nhưng trên thực tế là tìm đường sống trong chỗ chết. Tiêu Gia đã cắt hết tất cả thế lực trong nước, đồng thời cũng cắt hết những gia tộc hút máu trường kỳ trên người bọn họ. Ở nước ngoài, bọn họ có thể rời xa vòng xoáy đấu tranh quyền lực, còn giữ được phần lớn sinh lực cho Tiêu Gia. Cho nên, cho dù đã ra nước ngoài, Tiêu Gia cũng có thể nhanh chóng quật khởi, trở thành đại tài phiệt có thể âm thầm điều khiển thế cục thế giới. Huống chi, Tiêu Gia vẫn luôn nắm giữ đại sát khí là bí cảnh Thiên Cung trong tay. Tuy nói thứ này là cùng hưởng với cung chủ Thiên Cung, nhưng cũng đủ cho bọn họ hùng cứ một phương ở nước Mỹ. Trong xã hội thượng lưu thậm chí còn lưu truyền một câu ngạn ngữ, thà gây với Tổng thống chứ đừng chọc Tiêu Gia. Có thể thấy được quyền thế và địa vị của Tiêu Gia ở nước Mỹ như thế nào. Hôm nay, gia chủ Tiêu Gia lại có chút mất tập trung. Con trai cả Tiêu Quân Tiện ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, sợ chỉ cần sơ ý một chút sẽ xúc phạm thiên uy. Thương lượng với cung chủ Thiên Cung như thế nào rồi? Gia chủ Tiêu Gia lạnh giọng hỏi. Tiêu Quân Tiện đứng thẳng người, cung kính trả lời, lần này bên kia chỉ cung cấp cho Tiêu Gia chúng ta 8 danh ngạch. Con đã thương lượng qua, mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Mặt gia chủ Tiêu Gia vẫn không biểu cảm, từ chối cho ý kiến vấn đề này, lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa. Tiêu Quân Tiện trả lời từng câu một cách cẩn thận, đến giọt nước cũng không lọt. Quân Trạch đâu? Gia chủ Tiêu Gia hỏi câu cuối cùng. Tiêu Quân Tiện bỗng nhiên nghẹn lại. Gia chủ Tiêu Gia hơi nheo mắt, ta đang hỏi ngươi đấy. Tiêu Quân Tiện dùng mình một cái, lựa chọn ăn ngay nói thật, em trai nói có việc ra ngoài. Bây giờ còn chưa thấy trở về. Nó đi đâu rồi? Gia chủ Tiêu Gia lại hỏi. Em trai nói bên phía Thánh Lạc Thành xảy ra sơ suất, đám người dưới đáy ép không được tràng diện, lập tức cầu cứu bên này, vừa lúc nó nhận được tín hiệu. Tiêu Quân Tiện cẩn thận nói. Gia chủ Tiêu Gia trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi, gần đây nó có tham gia tổ chức nào đó bắt người khắp nơi phải không? Vâng, Tiêu Quân Tiện cũng không che giấu, em trai cùng với công tử của mấy nhà tài phiệt thành lập một tổ chức tên là Thiên Mệnh, muốn thay đổi cách thức tiến hóa của loài người, sáng tạo ra nhân loại có thần lực. Gần đây, bọn họ đang bắt các nhà khoa học phương diện này khắp nơi. Hồ nháo, gia chủ Tiêu Gia hừ nhẹ, bảo nó quay về gặp ta ngay lập tức. Tiêu Quân Tiện liên tục gật đầu, sau đó móc ra một thiết bị liên lạc đặc biệt, gọi một dãy số ra ngoài. Qua vài giây, Tiêu Quân Tiện bỗng nhiên la hoảng lên, thiếu chút nữa bị dọa ngất, ngươi nói cái gì? Gương mặt gia chủ Tiêu Gia hiện lên sự không thích, lớn tuổi rồi mà còn không ổn trọng, dễ dàng giật mình, còn ra thể thống gì nữa? Làm sao ta có thể yên tâm giao Tiêu Gia cho ngươi chứ? Gương mặt Tiêu Quân Tiện hiện lên vẻ khó tin, do dự có nên báo cáo lại hay không, phụ thân, người nghe xong tuyệt đối không nên kích động. Rốt cuộc có chuyện gì, người mau nói đi. Gia chủ Tiêu Gia bất mãn quát lớn, ngươi cho rằng vi phu giống như ngươi, gặp chút chuyện là thất kinh sao? Là gia chủ, do dù Thái Sơn sụp đổ, mặt cũng không được đổi sắc. Để con nói, Tiêu Quân Tiện liếm môi một cái, vừa rồi, bên phía San Francisco truyền đến tin tức, nói em trai chết rồi. Gia chủ Tiêu Gia ngây ra, một lát sau mới hỏi, ngươi nói cái gì? Em trai giao thủ với người ta, bị đánh chết. Tiêu Quân Tiện bi thương đáp. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ánh mắt gia chủ Tiêu Gia hiện lên sự phẫn nộ, hai tay vung loạn, con trai ta vô địch thiên hạ, sao bị người ta đánh chết được? Ai truyền tin tức giả này, giết chết người đó cho ta. Là Hạ Thiên làm, Tiêu Quân Tiện bồi thêm một câu.
Cuồng nộ của gia chủ Tiêu gia lập tức im bặt. Hạ Thiên. Biểu hiện gia chủ Tiêu gia có chút thận trọng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Quân Trạch và Hạ Thiên bắn đại bác cũng không đến, tại sao lại? Tiêu Quân Tiện do dự một chút, sau đó đáp, việc này chỉ sợ có liên quan đến tổ chức mà Tam Đệ sáng lập. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi mau nói cặn kẽ hơn một chút. Tiêu gia chủ lập tức cảm nhận được sự kỳ quặc bên trong, nghiêm nghị quát hỏi. Gần đây tổ chức của Tam Đệ thường hay lùng bắt những nhà khoa học đỉnh tiêm trong từng lĩnh vực, trong đó có một số người hình như dự định về nước. Tiêu Quân Tiện cẩn thận tìm từ, chậm rãi giải thích, có thể bọn họ đã làm quá, cho nên dẫn đến trong nước bất mãn, vì thế đã phái người điều tra. Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Tiêu gia chủ nghe xong liền cau mày, nói nhảm một hồi, thế trọng điểm của ngươi là gì? Điều này có liên quan gì đến Hạ Thiên, đồng thời cũng có liên quan gì đến Quân Trạch? Chính quyền trong nước không tiện ra mặt, bọn họ đã ủy thác cho Y Tiểu Âm điều tra việc này. Tiêu Quân Tiện giật mình, vội giải thích rõ quan hệ bên trong, Y Tiểu Âm là nữ nhân của Hạ Thiên, cho nên Hạ Thiên đến cũng là chuyện rất bình thường. Còn vì sao Tam Đệ lại xung đột với Hạ Thiên, chuyện này còn chưa được làm rõ. Tiêu gia chủ im lặng không nói. Tiêu Quân Tiện nhìn mặt mà nói chuyện, cắn răng thử dò xét, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho Tam Đệ. Mặc kệ Hạ Thiên lợi hại bao nhiêu, hắn dám giết Tam Đệ, con nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Có phải ngươi cảm thấy mình rất dũng cảm hay không? Mặt Tiêu gia chủ không thay đổi nhìn con trai trưởng của mình, người cầm lái Tiêu gia tương lai, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy cốc, ngươi báo thù. Ngươi lấy cái gì mà báo thù? Quân Trạch là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp của Tiêu gia chúng ta, 16 tuổi đã đạt đến cảnh giới tông sư. 20 tuổi đã đột phá trúc cơ thành công. Năm ngoái, dưới sự trợ giúp của Tử Khí Đan, nó đã chạm đến cánh cửa kết đan kỳ, trở thành người có cảnh giới cao nhất bên ngoài bí cảnh Tiêu gia chúng ta. Ngay cả nó cũng chết trong tay Hạ Thiên, ngươi lấy cái gì mà báo thù? Tiêu gia chủ lạnh giọng hỏi ngược lại, sao hả? Mồ hôi Tiêu Quân Tiện rơi như mưa, không nghĩ đến ông ta biểu đạt tình thâm huynh đệ lại dẫn đến phản ứng lớn đến như vậy. Tuy nhiên, ông ta cũng không phải bị sợ đến choáng váng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, lập tức đưa ra một ý kiến, nếu như vậy, chúng ta sẽ dẫn Hạ Thiên đến bí cảnh. Ở đó là sân nhà của Tiêu gia chúng ta, có vô số cao nhân tu tiên tọa chấn. Hạ Thiên chắc chắn sẽ phải chết. Danh ngạch bí cảnh có hạn, mỗi một vị trí đều trân quý vô cùng. Ngươi cảm thấy bỏ ai để ai thì được. Tiêu gia chủ lạnh lùng hỏi. Cái này, con người Tiêu Quân Tiện đảo một vòng, rất nhanh đã có đối sách, thật ra cha không cần lo lắng vấn đề này. Hạ Thiên cũng không cần danh ngạch, chỉ cần cho hắn một lý do hắn phải đến bí cảnh là được, tự hắn sẽ giải quyết. Tiêu gia chủ hứng thú hỏi, ngươi giải thích kỹ hơn đi. Không biết cha có nhớ bí cảnh quy khư của Viên gia ẩn tàng không? Tiêu Quân Tiện chậm rãi giải thích. Lúc đó, Hạ Thiên đã cưỡng ép xâm nhập, còn mang theo một người. Bí cảnh rách nát của Viên gia kia cũng xứng so sánh với bí cảnh Thiên Cung. Tiêu gia chủ hừ lạnh, nói tiếp, việc này giao cho ngươi xử lý. Nhớ kỹ, trước khi bí cảnh mở ra, bất kỳ người nào cũng không được trêu chọc Hạ Thiên. Ta cũng không muốn Tiêu gia trở thành Lý gia thứ hai. Vâng, Tiêu Quân Tiện gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại có chút xem thường. Chỉ là ông ta không có can đảm vi phạm ý của cha ông ta. Còn nữa, tổ chức thiên mệnh không cần thiết tồn tại. Tiêu gia chủ lạnh giọng nói, con trai ta chết rồi, không có lý do gì những người khác lại có thể sống tốt. Để con xử lý việc này, Tiêu Quân Tiện gật đầu lần nữa. Lạc Thành, biệt thự Mai gia. Những người kia hẳn là người của tổ chức thiên mệnh. Trong thư phòng, Mai Ngạo Tuyết giới thiệu với Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Đó là một tổ chức do một đám nhị thế tổ tài phiệt thành lập trong thời gian gần đây, tôn chỉ chính là muốn tiếp quản tiến hóa của nhân loại, để thế giới tiến vào một kỷ nguyên mới. Đám ngu ngốc này đúng là rảnh đến mức không có chuyện gì để làm. Hạ Thiên bĩu môi, khinh thường giễu cợt. Y Tiểu Âm lại nhìn Hạ Thiên một chút, lẩm bẩm, ngươi còn nói người khác rảnh không có chuyện gì làm. Vợ y, ta không rảnh. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Y Tiểu Âm. Ngày nào ta cũng phải chăm sóc mọi người, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi. Chăm sóc, Y Tiểu Âm trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lập tức gạt bàn tay không an phận, vuốt ve lung tung của Hạ Thiên. Đám chiến sĩ mặc đồng phục kia là như thế nào?
Y Tiểu Âm nghi hoặc hỏi, ta thấy đó không phải là nhân mã của chính quyền nhưng với một thế lực lớn như vậy, chính quyền không quan tâm sao? Bởi vì không có cách nào quan tâm. Mai Ngạo Tuyết cười nhạt, ở đây là thiên đường của chủ nghĩa tư bản, tiền và phiếu bầu mới là chủ nhân của quốc gia. Đám tài phiệt có tiền, xí nghiệp bọn họ quản lý rất nhiều người, chính quyền tất nhiên phải mắt nhắm mắt mở. Có đôi khi còn giúp bọn họ lừa gạt bách tính bình dân. Mai ra các ngươi không phải tài phiệt sao? Hạ Thiên bĩu môi nói. Mai Ngạo Tuyết gật đầu, đúng, cho nên ta mới không cảm thấy loại đặc quyền này có vấn đề gì. Nếu biết là do đám người này làm vậy thì dễ rồi. Y Tiểu Âm suy nghĩ một chút rồi đề nghị, nếu xuất phát từ tay đám nhị thế tổ, bọn họ đoán chừng cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, rất dễ thuyết phục. Trước đó thì được, bây giờ chưa chắc. Mai Ngạo Tuyết cũng không lạc quan như thế, vừa rồi Hạ Thiên giết người kia, nếu ta đoán không sai, rất có thể là Tam công tử Tiêu gia Tiêu Quân Trạch. Hạ Thiên gật đầu, tên ngốc đó đã từng nói qua hắn ta là người của Tiêu gia. Tiêu gia, Y Tiểu Âm biến sắc, nàng thường xuyên đi chữa bệnh khắp thế giới, đương nhiên biết Tiêu gia. Đây là một con quái vật vô cùng nguy hiểm, xứng danh tài phiệt trong tài phiệt. Đúng, Mai Ngạo Tuyết hơi lo lắng nói, cho dù Tiêu gia sống ở đây rất thấp điệu, nhưng ngay cả Tổng thống cũng không dám trêu chọc. Gia chủ Tiêu gia hiện tại là người cực kỳ bao che khuyết điểm, chỉ sợ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị Tiêu gia để mắt đến. Ring, Y Tiểu Âm vừa mới nói xong, chuông cửa đúng lúc vang lên. Nhắc Tào Tháo có mặt ngay. Mai Ngạo Tuyết mỉm cười, không cần suy nghĩ, nhất định là người của Tiêu gia. Lịch sự nhỉ, lại còn nhấn chuông cửa. Hạ Thiên cười nói. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, để ta đi xem một chút. Cùng nhau đi, Mai Ngạo Tuyết đứng lên, thở dài nói, hy vọng lát nữa đánh nhau, đừng phá nhà của ta. Dù sao đây cũng là gia sản của dòng họ. Hai người cùng nhau ra ngoài mở cửa. Chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc rất lịch sự đứng sẵn, nở nụ cười hiền hòa, Mai Tiểu Thư, Y Tiểu Thư, quấy rầy rồi. Ngươi là ai thế? Mai Ngạo Tuyết nhìn người đến, là sát thủ Tiêu gia phái đến sao? Mai Tiểu Thư thật biết nói đùa. Nam nhân trẻ tuổi cười khẽ, khoát tay nói, ta họ Lưu, là luật sư riêng của Tiêu gia. Lần này ta được Tiêu gia ủy thác đến xử lý một số chuyện, thuận tiện truyền đạt mấy câu. Không biết Hạ Thiên Hạ tiên sinh có ở đây không? Đương nhiên là có rồi. Mai Ngạo Tuyết nghiêng người tránh sang một bên, hắn đang ở bên trong, có gì thì vào trong rồi nói. Cảm ơn, Lưu luật sư gật đầu nói lời cảm ơn, sau đó thay đôi dép đi trong nhà. Mai Ngạo Tuyết dẫn hắn ta đến phòng khách, thuận miệng nói, ngươi chờ một chút, ta đi gọi Hạ Thiên. Vâng, làm phiền ngươi rồi, Lưu luật sư nói lời cảm ơn lần nữa. Y Tiểu Âm vẫn luôn dò xét người này. Sau khi đi theo Mai Ngạo Tuyết đến thư phòng, nàng thản nhiên nói, hắn ta chỉ là người bình thường, trên người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Vậy thì lạ quá, Mai Ngạo Tuyết có chút đoán không ra dụng ý của Tiêu gia, với năng lực của Tiêu gia, bọn họ chắc chắn đã biết tin tức Tiêu Quân Trạch đã chết, tại sao lại không hề có chút phản ứng nào? Đây không phải là phản ứng sao? Y Tiểu Âm lại có ý kiến khác, nếu không... Đang êm đẹp tự dưng lại phái người đến tìm Hạ Thiên. Nhưng Tiêu Quân Trạch chết rồi, tại sao phản ứng của Tiêu gia lại lạnh nhạt như thế? Mai Ngạo Tuyết cau mày, có chút bi quan, luật sư này nhất định có vấn đề. Chỉ bằng để ta cho người thăm dò một chút rồi tính sau. Không cần phải như vậy. Hạ Thiên khinh thường nói, người như vậy mà thăm dò cái gì, lãng phí thời gian. Nói xong, Hạ Thiên bước ra ngoài, yên lặng nhìn đối phương. Ta chính là Hạ Thiên, đám ngu ngốc kia sai ngươi đến nói gì với ta? À, Hạ Tiên Sinh, chào ngươi. Lưu luật sư nhìn thấy Hạ Thiên, cung kính chào một cái, vô cùng khách sáo, là như vậy, ta nhận được sự nhờ vả của Tiêu gia, đến xử lý một số chuyện với Hạ Tiên Sinh. Ta và bọn họ có chuyện gì cần xử lý chứ? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Lưu luật sư đáp, liên quan đến chuyện Tiêu Quân Trạch công tử ngoài ý muốn bỏ mình. Tên ngốc đó cũng chẳng phải bỏ mình ngoài ý muốn, là hắn ta tự dưng ra tay với ta mà không có lý do, sau đó bị ta xử lý. Hạ Thiên nói thẳng, không hề có ý định che giấu. Mai Ngạo Tuyết nghe xong liền ôm mặt, đối phương nói tử vong ngoài ý muốn, ngươi cứ thuận theo đối phương là được, việc này xem như cho qua, cứ nhất định phải tạo nên xung đột thế.
Quả nhiên, Lưu luật sư biến sắc, có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, Hạ tiên sinh đang nói đùa sao? Ta chưa từng nói đùa, cũng không quen nói đùa với người không quen biết. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Xem ra, chúng ta khó tránh khỏi có một trận đánh với Tiêu gia rồi. Mai Ngạo Tuyết đã dự đoán được hậu quả. Làm sao Tiêu gia có thể nuốt được cục tức này? Luật sư trước mắt nhất định là dùng để mê hoặc bọn họ, sát thủ chân chính tuyệt đối đang mai phục gần đó. Nói không chừng, bọn họ còn lấy việc ném ly làm ký hiệu, sau đó nhất cử công đến, giết bên này trở tay không kịp. Mặt Y Tiểu Âm vẫn không thay đổi, đừng nôn nóng đưa ra phán đoán, chúng ta chờ thêm lát nữa. Trong phòng khách, Lưu lão sư nhìn chằm chằm Hạ Thiên một hồi, sau đó mỉm cười, Hạ tiên sinh làm rất tốt, Tiêu quân trạch thường xuyên phạm pháp, làm loạn kỷ cương, xem mạng người như cỏ rác, xác thực chết còn chưa hết tội. Tiêu gia bên này tuyệt không trách cứ Hạ tiên sinh. Mai Ngạo Tuyết không khỏi mở to mắt, cái gì? Hắn ta đang nói cái gì vậy? Mặc dù Y Tiểu Âm từ ngôn hành cử chỉ của người này cũng đoán được Tiêu gia khả năng cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng cũng không nghĩ đến lại chịu thua đến nước này. Gia chủ chúng ta đã muốn trừng trị hắn ta, nhưng ngại cốt nhục thân tình, vẫn không nỡ ra tay. Lưu lão sư nói tiếp, lần này cũng may mà có Hạ tiên sinh thay Tiêu gia giải quyết tai họa ngầm này. Chúng ta thật sự vô cùng cảm kích. Đầu óc các ngươi nhất định có bệnh rồi. Hạ Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Tiêu gia đều bị điên hết rồi sao? Mai Ngạo Tuyết mơ hồ ngồi ở ghế salon trong phòng khách, hoàn toàn nghĩ không ra chuyện gì đã xảy ra với Tiêu gia. Vừa rồi, Lưu luật sư thay mặt Tiêu gia cảm ơn Hạ Thiên đã giết Tiêu quân trạch, hơn nữa con mẹ nó còn tặng 5.000 vạn đô la để cảm ơn. Càng thần kỳ hơn chính là Tiêu gia chủ động giết chết thành viên cao tầng tổ chức Thiên Mệnh, còn đưa hàng đến cửa tất cả các nhà khoa học mà bọn họ đã bắt, mục đích chỉ có một, chính là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa với Hạ Thiên. Thái độ của bọn họ thấp đến mức không thể thấp hơn, cấp bậc lễ nghĩa cũng chu đáo đến mức khiến người ta không còn lời nào để nói. Cho dù Hạ Thiên từ trước đến nay luôn làm theo ý mình cũng cảm thấy không có lý do gì lại đi gây sự với Tiêu gia. Dù sao, trước mắt Tiêu gia cũng không chủ động trêu chọc hắn và các nữ nhân của hắn. Tuy nhiên, chính vì không hiểu nên có chút khó chịu. Sau khi Lưu luật sư đi rồi, ba người Hạ Thiên đều rơi vào im lặng. Có bệnh, thật sự là có bệnh. Mai Ngạo Tuyết càng nghĩ càng giận, nghiến răng nói, Tiêu gia nhất định đang có âm mưu gì lớn. Bọn họ muốn làm tê liệt chúng ta. Y Tiểu Âm cũng cảm thấy không hợp lẽ thường. Nàng nhìn Hạ Thiên. Nói, chàng có suy nghĩ gì không? Chẳng có suy nghĩ gì hết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, một đám ngu ngốc mà thôi, có âm mưu quỷ kế gì quan trọng lắm sao? Chúng ta cứ xem nhẹ là được. Lúc này chỉ bằng đi ngủ một giấc, nàng nói có đúng không, vợ Y Y. Y Tiểu Âm. Không được, ta nhất định phải đi điều tra cho rõ ngọn nguồn Tiêu gia, nếu không, ta không thể ngủ được. Hai vị cứ tự nhiên, khoảng 2 ngày nữa ta mới về. Mai Ngạo Tuyết có chút ám ảnh về phương diện này, sau khi tạm biệt Hạ Thiên và Y Tiểu Âm thì bước thẳng ra cửa. Bóng đèn đã đi rồi, vợ Y Y, chúng ta có thể bắt đầu. Hạ Thiên cười nói, Y Tiểu Âm vẫn còn mơ hồ, bắt đầu cái gì? Đương nhiên là bắt đầu việc của chúng ta, vẻ mặt Hạ Thiên mong đợi nhìn Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm không biết nghĩ đến điều gì, gương mặt xinh đẹp hơi phiếm hồng, không khỏi chừng Hạ Thiên một cái. Bớt suy nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao đi, chàng không nhìn xem bây giờ là lúc nào à? Vợ Y Y, bây giờ là ban đêm mà. Hạ Thiên phản bác, hơn nữa, mấy chuyện này cũng không phải chuyện loạn thất bát tao mà là chuyện đương nhiên. Ta còn phải đi trấn an những nhà khoa học nữa, thuận tiện liên lạc với trong nước, thương lượng làm sao hộ tống an toàn bọn họ trở về. Y Tiểu Âm cũng không phản ứng yêu cầu của Hạ Thiên, chậm rãi nói, ta thật sự không rảnh hồ nháo với chàng đâu. Nếu chàng cảm thấy nhàm chán, chàng có thể một mình ra ngoài chơi. Nói xong, Y Tiểu Âm cũng bước ra cửa. Hai, vợ Y Y, tại sao nàng vẫn còn thẹn thùng như thế? Hạ Thiên đứng im tại chỗ, lẩm bẩm, khả năng là vẫn còn làm quá ít, ta nên tiếp tục cố gắng nhiều hơn. Cũng may Y Tiểu Âm đã rời đi, không phải nghe mấy lời như thế. Nếu không, nàng cam đoan sẽ giận Hạ Thiên đến mấy ngày, không thèm để ý hắn. Hạ Thiên từ trước đến nay không hề ép buộc nữ nhân của mình. Nếu Y Tiểu Âm tạm thời không có ý định này, hắn sẽ đi tìm niềm vui khác.
Hơn nữa, mặc dù hắn đã từng ra nước ngoài, số lần cũng không ít nhưng trước đó không phải là làm việc mà là nghỉ ngơi cùng với mấy bà vợ của mình, hắn thật sự chưa từng tự mình đi chơi qua. Chủ yếu khi đó vợ của Hạ Thiên quá nhiều, hắn cảm thấy nước ngoài cũng chẳng có gì thú vị, càng không có thứ nào khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Lúc này, điện thoại của Hạ Thiên bỗng nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại ra nhìn thoáng qua, phát hiện là một đoạn tin nhắn, là một số lạ gửi đến, bên trên chỉ có một tọa độ. Bé ngoan, là ngươi sao? Hạ Thiên hỏi đối diện một câu. Điện thoại cũng không trả lời Hạ Thiên, lựa chọn xóa bỏ tin nhắn. Thật kỳ lạ, bé ngoan đang giở trò quỷ gì thế? Hạ Thiên nhếch miệng, nhưng vẫn quyết định đến tọa độ đó xem sao. Chấm. Ô, phố người hoa. Hạ Thiên đứng trước một cổng chào. Đằng trước là một con đường đèn đuốc sáng trưng, hai bên cửa hàng san sát, người đến người đi, nhìn qua rất phồn hoa. Gần đó là một rạp chiếu phim và một khu tài chính. Ha ha, anh bạn, đừng tìm nữa, đi theo ta. Trong lúc Hạ Thiên đang mờ mịt nhìn chung quanh, một nam nhân châu Á mặc áo da quần da tiến lên chào hỏi Hạ Thiên. Ngươi là ai? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Ta tên Lý Kỳ, tất cả mọi người đều là người Hoa, cho nên không cần khách sáo làm gì. Nam nhân mặc đồ da mỉm cười đắc ý, vô cùng hào sảng nói, ngươi nhất định từ trong nước đến đây tìm thân nhân nương tựa đúng không? Nào, ta có đường luôn, bảo đảm ngươi rất nhanh sẽ tìm được. Hạ Thiên nhếch miệng. Ta không có thân thích ở đây, cũng chẳng phải tìm người. Thật sao, nam nhân mặc đồ ra ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên một chút, cười nói, người đừng khẩn trương như thế, ta cũng không phải người xấu. Ta nhìn thấy người đang mơ hồ, nể tình là đồng hương, cho nên ta muốn giúp người mà thôi. Không cần đâu, người tốt nhất cút sang một bên đi, nếu không ta đánh người đấy. Hạ Thiên ngửi được mùi kẻ nghiện trên người nam nhân mặc đồ ra, không kiên nhẫn nói. Nam nhân mặc đồ ra nghe xong, không khỏi nổi nóng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, anh bạn, ngươi nói mấy lời này tổn thương người khác quá. Ta có lòng tốt muốn giúp ngươi, ngươi còn nói mấy lời khó nghe. Trên đời này còn có đạo lý như thế sao? Nếu hôm nay ngươi không xin lỗi ta, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Nói xong, hắn ta móc một con dao túi đằng sau mông, đắc ý lắc lư trước mặt Hạ Thiên. Ngươi muốn cướp tiền thì cứ nói thẳng. Lề mề chậm chạp, đúng là không thú vị gì cả. Hạ Thiên hờ hững nói. Nam nhân mặc quần da nhìn thấy không khỏi mỉm cười nói với Hạ Thiên, anh bạn, ngươi nói như vậy, nếu ta không cướp của ngươi thì không có ý nghĩa gì cả. Ta cho ngươi 3 giây, ngươi cút xa một chút. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, nếu không, ta sẽ cho ngươi một cước, chết cũng đừng trách ta. Nam nhân mặc đồ da cười lạnh, có tiền hay không, ta tìm mới biết được. Dừng tay. Trong lúc nam nhân mặc quần ra đưa tay móc túi Hạ Thiên, rốt cuộc có người lao đến, lớn tiếng quát tháo. Người này là một thiếu nữ tóc ngắn 17-18 tuổi, nhìn quần áo dường như là nhân viên phục vụ của một tiệm cơm nào đó. Lúc này, nàng cầm một cây chổi trong tay, trợn mắt nhìn nam nhân mặc đồ ra, quát lớn, ngươi thả hắn ra, rồi cút đi, nếu không, ta báo cảnh sát đấy. Ngươi đừng xen vào việc người khác. Nam nhân mặc quần da vừa nhìn thấy là một tiểu cô nương, lại càng thêm khinh thường, ngươi có tin kỳ ca ta cướp luôn của ngươi hay không, còn bán ngươi đi làm gái. Ta báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ đến ngay lập tức. Thiếu nữ tóc ngắn hơi sợ hãi, nhưng cũng không lùi bước, nói với Hạ Thiên, ngươi đừng sợ, đám người này chỉ là hổ giấy, hoàn toàn không có bản lãnh gì đâu. Mẹ nó, ngươi nói ai không có bản lãnh, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Nam nhân mặc đồ da không chịu được sự sỉ nhục đó, liền cầm dao xông về phía thiếu nữ. A, thiếu nữ tóc ngắn hoảng hốt thét lên nhắm mắt lại, sau đó vung cây lau nhà đánh tứ tung. Nam nhân mặc đồ da lại càng khinh thường, mấy chiêu thức này chỉ là trò xiếc của đám nhóc tì. Nhưng hắn ta vừa mới bị cây lau nhà chạm đến góc áo, cả người giống như bị xe tải đụng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài mấy trăm mét, đụng phải vách tường phía đối diện. Sau đó rơi vào thùng rác. Sao, thiếu nữ tóc ngắn đợi một lát, cảm giác có chút kỳ quái, không khỏi mở mắt, phát hiện không thấy nam nhân mặc đồ ra đâu, không khỏi quay sang hỏi Hạ Thiên cái tên xấu xa kia đâu rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, rác rưởi thì đương nhiên phải ở trong thùng rác rồi.
Thiếu nữ tóc ngắn nghe xong lại càng cảm thấy kỳ quái. Nàng đưa mắt nhìn thùng rác đằng xa, lại càng cảm thấy mờ mịt. Ngươi không sao chứ? Thiếu nữ tóc ngắn không nghĩ ra thì cũng không nghĩ nữa, quay sang nói với Hạ Thiên, ngươi là du học sinh gần đây sao? Ta nói cho ngươi biết, buổi tối tuyệt đối không nên ra ngoài một mình. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện đấy. Ngươi không phải cũng ra ngoài một mình sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Thiếu nữ tóc ngắn lắc đầu, ta khác. Ta làm công cho nhà hàng đằng sau, đồng thời ở gần đây, gia đình cũng có. Bọn họ không dám làm gì ta đâu. Hạ Thiên nói, vậy thì vận khí của ngươi rất tốt. Cái gì gọi là vận khí tốt? Thiếu nữ tóc ngắn bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó hỏi, ta cứu ngươi, ngươi không cảm ơn ta thì thôi, ngay cả tên cũng không nói sao. Hạ Thiên đáp, ta tên Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Khẩu khí của ngươi thật lớn, lại còn là đệ nhất thiên hạ. Thiếu nữ tóc ngắn cau mũi, có chút ghét bỏ nói, hơn nữa, cái tên Hạ Thiên quá bình thường, không giống tên của ta. Tên của ta vừa lúc rất dễ nghe. Hạ Thiên cũng không phản ứng gì. Này, ngươi là gỗ à? Thiếu nữ tóc ngắn mất hứng nói, ngươi có trí tuệ cao, lúc này ngươi nên hỏi tên ta là gì? Ngươi có gì nói thì nói, có gì cần hỏi thì hỏi. Hạ Thiên nói thẳng tâm tư của thiếu nữ. Thiếu nữ tóc ngắn đúng là hay có thói quen khoe tên của mình với người khác. Nghe Hạ Thiên nói, không khỏi mỉm cười vươn tay ra, ta tên Tào Thiền Thiền, thiên trong sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền. Năm nay ta 18 tuổi, thật kỳ lạ, không biết vì sao ta nhìn thấy ngươi lại cảm thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Chúng ta chưa từng gặp mặt, Hạ Thiên lắc đầu, hôm nay ta mới đến đây. Hôm nay, Tào Thiền Thiền vô thức cau mũi một cái, vậy ngươi đến đây làm gì? Tìm thân thích nương tựa sao? Vậy ngươi nói cho ta biết tin tức đối phương đi, biết đâu ta có thể giúp ngươi tìm thử. Ngươi có biết bé ngoan hay không? Hạ Thiên hỏi. Ngoan, bé ngoan, Tào Thiền Thiền mở to mắt, lộ ra vẻ cổ quái, tên của thân thích ngươi nghe lạ quá. Hay đây là biệt danh của bạn gái ngươi? Hạ Thiên nhìn thấy nàng phản ứng như vậy, biết nàng không phải giả bộ, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc vì sao bé ngoan này lại gửi tọa độ này cho hắn? Hơn nữa còn không có bất kỳ nhắc nhở nào, điều này thật sự không phù hợp với phong cách của nàng. Trừ phi tin tức này không phải bé ngoan gửi, hoặc không phải xuất phát từ ý định của nàng. Như vậy, ai là người gửi tin tức đó? Người biết số di động của hắn không nhiều, hơn nữa những người biết nhất định sẽ không gửi những tin tức không đầu không đuôi này cho hắn. Nhưng bất kể thế nào, người kia đã gửi tọa độ này cho hắn. Điều này nói rõ nơi này nhất định có thứ gì hoặc chuyện gì liên quan đến hắn. Ngươi không phải lén trốn qua chứ? Tào Thiền Thiền thấy Hạ Thiên im lặng, lập tức suy diễn ra một vở kịch, có phải bạn gái của ngươi lừa ngươi đến Mỹ trước, sau đó không có tin tức, tiếp theo ngươi lén sang đây muốn tìm bạn gái của ngươi nhưng lại không có tin tức cụ thể, chỉ biết nàng có khả năng sống tại phố người Hoa. Hạ Thiên còn chưa nói câu nào, Tào Thiền Thiền đã tức giận nói, ngươi không cần ngại. Mấy chuyện này thật ra vẫn thường xuyên phát sinh. Tào Thiền Thiền ghét nhất chính là loại nữ nhân như thế. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm nữ nhân phụ lòng kia. Ngươi ăn cơm chưa? Ta mời khách. Tào Thiền Thiền mặc kệ Hạ Thiên có phản ứng gì, trực tiếp kéo hắn đi. Hạ Thiên cũng không từ chối, mặc cho Tào Thiền Thiền kéo hắn đi. Mặc kệ người gửi tin nhắn có phải bé ngoan hay không, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Nếu hắn đã không biết nguyên nhân, vậy thì thuận theo tự nhiên. Nói không chừng vấn đề có thể giải quyết một cách dễ dàng. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là dáng dấp Tào Thiền Thiền rất xinh đẹp, đạt đủ tiêu chuẩn làm vợ dự bị của hắn. Tiệm cơm Hòa Bình, Hạ Thiên đi theo Tào Thiền Thiền một đoạn đường, đến một góc rẽ thì dừng lại. Ở đó có một quán cơm theo phong cách Trung Quốc. Tào Thiền Thiền mỉm cười nói với Hạ Thiên, đây là quán cơm do thúc thúc của ta mở. Cũng là quán cơm lâu đời nhất ở phố người Hoa, buôn bán không tệ lắm, hơn nữa còn là quán cơm duy nhất kinh doanh 24/24. Thúc thúc ta là người rất tốt, thường xuyên giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn. Nếu ngươi không có chỗ ở, ngươi cũng có thể ở đây trước. Hạ Thiên nhìn thoáng qua quán cơm, thuận miệng nói, trong quán cơm của ngươi chết không ít người. Sao? Tào Thiền Thiền sửng sốt một chút, có chút mơ hồ hỏi, ngươi đang nói gì đây? Đây là quán cơm của chúng ta,
làm sao mà có người chết? Tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn gì thế? Lúc này, một nam nhân mập mạp nặng gần 200 cân cầm muôi vọt vào, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi nói quán cơm chúng ta là thập tự pha sao? Thập tự pha là thứ gì thế? Hạ Thiên nghi hoặc hỏi. Tào Thiển Thiển nhẹ giọng nói với nam nhân trung niên kia, lục thúc, hắn vừa từ trong nước đến, vẫn còn chưa quen. Hắn có thể ở lại quán cơm của mình trước, được không? Ngươi lại tìm kẻ lang thang này từ đâu đến thế? Nam nhân trung niên có chút ghét bỏ, chúng ta vốn chỉ buôn bán nhỏ, kết quả còn phải cưu mang miễn phí suốt. Được rồi, ngươi sắp xếp hắn đến phòng 309 tầng 3 đi. Ở đó vẫn còn trống, lâu rồi không có ai ở. Tào Thiển Thiển mỉm cười quay sang nói với Hạ Thiên, thúc thúc ta là người như vậy đấy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại mềm như đậu hũ. Chuyện càng vui ông ấy lại càng tức giận, mà khi tức giận ngược lại càng cười vui vẻ. Ông ta có bệnh đấy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Tiểu tử, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Tào Bàn Tử bỗng nhiên mỉm cười chỉ Hạ Thiên, ngươi mới là có bệnh đấy. Mặc kệ ngươi, tóm lại ăn không ở không thì được, nhưng khi đông khách, ngươi phải giúp một tay đấy. Thúc thúc, ngươi đừng giận. Tào Thiển Thiển thấy vậy, vội vàng giải thích với Tào Bàn Tử, hắn đến tìm bạn gái của mình, khả năng tâm trạng không tốt, có gì ngươi bỏ qua đi. Tào Bàn Tử tức giận quát, ta chẳng quan tâm hắn đến để làm gì. Con mẹ nó, đừng gây thêm phiền phức cho lão tử là được. Nói xong, ông ta quay về nhà bếp. Lúc này, trong quán cơm rất vắng, trên cơ bản không có khách, nhưng đèn lại thắp khắp nơi, lại càng cảm thấy trống trải hơn. Ta dẫn ngươi lên phòng trước nhé. Tào Thiển Thiển mỉm cười nói với Hạ Thiên, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ làm cho ngươi chút gì đó để ăn. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến. Hắn hơi hiểu ra vì sao người kia lại gửi tọa độ này cho hắn, bởi vì khí tức trong quán cơm hơi quỷ dị, tương tự với khí tức mà hắn cảm nhận được bên trong bí cảnh quy khư. Hoặc quán cơm này là do bí cảnh nào đó truyền tống ra, hoặc nơi này có thứ đến từ bí cảnh. Hơn nữa còn là đồ vật tuyệt đối không phải bình thường. Nếu không, tuyệt sẽ không lộ ra khí tức quỷ dị như thế, đến mức cơ thể và tâm trí của lão mập kia cũng bị biến dị. Quán cơm Hòa Bình là một tòa nhà 5 tầng theo phong cách Trung Quốc. Từ lầu 1 đến lầu 2 là khu vực ăn uống. Lầu 3 trở lên là khu vực dành cho nghỉ ngơi. Lầu 3 có hai người đang ở, một là tạ nữ sĩ đến từ Thiên Nam, đến nước Mỹ để làm công, thường hay về nhà vào buổi sáng. Tào Thiển Thiển vừa dẫn Hạ Thiên lên lầu 3 vừa giải thích, người còn lại thì không cần để ý, mấy ngày nay ta chẳng thấy người đâu. Hạ Thiên hờ hững nói, đoán chừng là đã chết rồi. Ngươi đừng nói đáng sợ như vậy chứ. Tào Thiển Thiển rụt vai, ngày nào ta cũng đưa cơm đến phòng hắn ta mà, hắn ta đều ăn sạch. Ngươi không nhìn thấy hắn ta ăn, làm sao biết hắn ta còn sống? Hạ Thiên hỏi. Sắc mặt Tào Thiển Thiển hơi thay đổi, sau đó đánh Hạ Thiên một cái, ngươi đừng ăn nói lung tung. Tuy nói chị An của cô rất loạn, nhưng quán cơm của ta vẫn rất an toàn. Chưa từng xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên hỏi, ngươi làm công tại quán cơm này bao lâu rồi? Từ nhỏ ta đã đến đây rồi. Tào Thiển Thiển thản nhiên đáp. Phòng 309 bài trí rất bình thường, cũng không khác gì trong nước. Nhưng quán cơm này vẫn còn rất lạc hậu, ngay cả thẻ phòng cũng không có, còn cần phải khóa cửa. Ngươi nhớ nhé, qua không giờ, nếu ngươi nghe được bất kỳ âm thanh nào cũng không nên ra ngoài. Tào Thiển Thiển mở cửa phòng 309, dẫn Hạ Thiên vào, sau đó nhỏ giọng dặn dò, 7 giờ sáng mai, ta sẽ đánh thức ngươi dậy. Đến lúc đó ngươi lại đi tìm bé ngoan của ngươi. Hạ Thiên nhìn Tào Thiển Thiển, ngươi không phải bé ngoan sao? Cái gì, ta, Tào Thiển Thiển lắc đầu liên tục, ngươi đừng đùa như vậy nữa. Ta không phải bé ngoan gì đó của ngươi. Còn nữa, ngươi đã có bạn gái, ngươi không nên ăn nói mập mờ như vậy với thiếu nữ khác. Ta đi đây, lát nữa ta sẽ mang thức ăn đến cho ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng hắn trên cơ bản có thể xác định, thiếu nữ tên Tào Thiển Thiển hơn phân nửa chính là bé ngoan. Chỉ là hắn không biết vì sao nàng lại không thừa nhận, hơn nữa cũng không giống như đang nói láo. Điều này thật kỳ lạ. Cộc cộc cộc, một lát sau, tiếng đập cửa vang lên. Hạ Thiên còn chưa mở cửa, cửa phòng đã bị đạp đổ. Tiếp theo. Một nam nhân tráng kiện xông vào, nhìn loạn xung quanh.
Tiểu tử, vợ của ta đâu? Nam nhân tráng kiện nhìn khắp gian phòng và phòng vệ sinh, sau đó hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên, ngươi điếc sao? Lão tử đang hỏi ngươi đấy. Hạ Thiên hờ hững nói, ta cho ngươi 3 giây, bây giờ ngươi biến ra ngoài cho ta sẽ không đánh ngươi. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi phách lối quá nhỉ? Nam nhân tráng kiện siết chặt nắm đấm to bằng nửa cái đầu Hạ Thiên, ngươi có biết hắc ca ngươi làm gì không mà ngươi dám nói chuyện với ta như thế? Ngươi có tin ta một quyền đấm chết ngươi không? Hạ Thiên cười nói, ngươi muốn cướp tiền thì cứ nói thẳng, đừng làm màu như thế làm gì, ngược lại tuyệt không uy phong chút nào. Tiểu tử, nếu ngươi đã nói như vậy, hắc ca ta sẽ không khách sáo. Nam nhân tráng kiện chỉ tay vào Hạ Thiên, lạnh giọng nói, ngươi mau móc hết tiền trên người ngươi ra đây. Hạ Thiên móc túi, sau đó nắm thành nấm đấm chậm rãi đưa tới. Ngươi thành thật đấy. Nam nhân tráng kiện đưa tay ra nhận, kết quả hắn ta phát hiện Hạ Thiên không mở bàn tay ra, không khỏi thay đổi sắc mặt, bỏ tay ra. Ngươi muốn giở trò với ta à, đừng có mà tìm chết đấy. Hạ Thiên cười nói, tiền ở trong tay ta, có bản lãnh thì lấy đi. Mẹ nó, ngươi cũng đừng trách lão tử tháo tay của ngươi. Nam nhân tráng kiện dùng sức tách bàn tay của Hạ Thiên ra cả nửa ngày vẫn không cách nào mở ra được, liền trực tiếp đánh gãy tay Hạ Thiên. Ngươi làm gì vậy? Dừng tay, lúc này, Tào Thiển Thiển mang theo thức ăn đã được đóng gói sẵn bước đến phòng Hạ Thiên, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không khỏi lớn tiếng quát gã nam nhân tráng kiện. Gã nam nhân tráng kiện thấy người đến là Tào Thiển Thiển, gương mặt không hề có chút xấu hổ, giọng nói còn lạnh lùng, là tiểu Tào sao? Ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác, tiểu tử này đang cố ý khiêu khích ta. Hạ Thiên vừa mới đến, lại không quen biết ngươi. Tại sao lại có thể vô duyên vô cớ khiêu khích ngươi được? Tào Thiển Thiển trừng mắt nhìn nam nhân tráng kiện, Hải Đại Thúc, nếu ngươi còn làm loạn, ngươi đừng trách ta nói cho Thúc Thúc ta biết. Đến lúc đó, Thúc Thúc ta đuổi ngươi ra ngoài, ngươi chỉ có thể làm kẻ lang thang mà thôi. Gân xanh nổi lên trên mặt gã nam nhân tráng kiện, tiểu Tào cô nương, không phải ngươi coi trọng tiểu tử này chứ? Mắc mớ gì đến ngươi, ngươi mau ra ngoài cho ta. Tào Thiển Thiển nói, Hạ Thiên còn chưa ăn cơm. Cơm của ngươi, ta đã để trước phòng ngươi rồi. Nếu còn không ăn, lát nữa nó nguội, về sau cũng đừng ăn nữa. Gã nam nhân tráng kiện chậm rãi thả lỏng Hạ Thiên ra, lạnh lùng nói, tiểu tử, lần này xem như ngươi may mắn, nhưng chúng ta cứ chờ xem. Sau đó, hắn ta hùng hổ đi ra ngoài. Giờ cũng đã muộn rồi, châm lửa nấu cơm phiền phức quá, cho nên ta nấu một bát mì. Còn có chút thức ăn thừa, ngươi ăn tạm đi nhé. Tào Thiển Thiển đặt hộp cơm lên bàn, mở nắp, lấy ra 2 cái bát nước lớn, có chút áy náy nói. Từ trước đến nay, Hạ Thiên không có yêu cầu quá cao với thức ăn. Hương vị ngon hay không ngon không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Yêu cầu của hắn có thể ăn là được, có thể ăn no thì tốt hơn. Bây giờ hắn là tu tiên giả, có thể thích cốc, có ăn hay không còn phải xem tâm trạng. Càng không thèm để ý hương vị là gì. Hạ Thiên nhìn cũng không thèm nhìn, cầm chém lên ăn 2-3 miếng là xong. Khẩu vị của ngươi tốt thật, ăn nhanh quá, ngươi ăn no chưa? Nếu chưa no, ta đến phòng bếp xem còn gì ăn được nữa không? Tào Thiển Thiển trợn mắt nhìn Hạ Thiên, một bát mì lớn, một biển cả thức ăn, kết quả chưa đến 5 giây đã không còn, giống như Hạ Thiên đang làm ảo thuật. Có thêm 100 phần như thế này cũng ăn không đủ no. Hạ Thiên nói, mà thôi, được rồi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Tào Thiển Thiển đang thu dọn bát đũa, nghe xong, không khỏi ngẩn người, ngươi đang nói gì thế? Ta không thích vòng vo, càng không muốn lãng phí thời gian. Hạ Thiên ợ một cái, mặc dù ta còn chưa xác định ngươi có phải bé ngoan hay không, nhưng tọa độ kia nhất định là do ngươi gửi cho ta. Ta cũng mặc kệ ngươi từ đâu biết được số điện thoại của ta, nhưng ta đã ăn của ngươi một tô mì. Ta có thể giúp ngươi làm một số chuyện. Bây giờ nói đi, quá hạn sẽ không còn tác dụng. Tào Thiển Thiển im lặng một hồi, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Thiên, tâm trạng thay đổi thật nhanh, cuối cùng thở dài, không nghĩ đến nhanh như vậy đã bị ngươi nhìn ra. Người thông minh nhất thiên hạ đúng là danh bất hư truyền. Ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm đâu, ngươi nói thẳng ra đi. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, còn nữa, nếu ngươi biết bé ngoan ở đâu. Người tốt nhất nên nói cho ta biết. Tào Thiển Thiển nghe Hạ Thiên nói, có chút buồn cười,
vừa rồi ngươi còn chưa biết rõ ta có phải bé ngoan hay không, bây giờ ngươi đã khẳng định ta không phải. Bởi vì bé ngoan không có khả năng nói với ta mấy lời như thế. Hạ Thiên nhếch miệng. Tào Thiền Thiền gật đầu, đồng ý với phán đoán của Hạ Thiên, đúng, ta không phải bé ngoan. Nhưng ta xác thực biết nàng ấy, hơn nữa tọa độ là nàng ấy bảo ta gửi cho ngươi. Hạ Thiên hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Nàng ấy đang ở đâu? Nàng ấy mất tích rồi. Biểu hiện của Tào Thiền Thiền có chút quỷ dị nói, 3 ngày trước, nàng ấy đang ở trong gian phòng mà ngươi đang ở đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 163.